Thần đạo đan tôn. Tác giả: Cô đơn địa phi. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 440. Tiến vào thần thai. Giang gia cam nguyện lấy chìa khóa mở xạ thủ cung ra, đó là bởi vì Giang gia một đời không bằng một đời, sắp không sống được ở trong Cực Dương thành nữa, coi như để tộc nhân cầm chìa khóa tiến vào thập nhị thiên bí cảnh cũng sẽ bị người ăn tươi nuốt sống, thực lực quá thấp. Bởi vậy, bọn họ quyết định bí quá hóa liều chiêu một con rể mạnh nhất, dựa vào con rể này để Giang gia vươn mình. Ngươi nghĩ, hiện tại thiên kiêu bảng vừa kết thúc, con rể mạnh nhất này khẳng định là người trên thiên kiêu bảng, nguyên bản tràn ngập tiềm lực. Lại thêm truyền thừa của xạ thủ cung, tương lai hầu như có thể khẳng định là phá hư cảnh. Mà nếu như nơi nào nhảy ra một thiên tài giết hết toàn bộ người trên thiên kiêu bảng, vậy thì càng tốt, nói rõ càng mạnh hơn. Nói tóm lại, tuy Giang gia đi một nước cờ hiểm, nhưng cũng là cơ hội cuối cùng để bọn họ vươn mình. Luận võ chọn rể ở 3 ngày sau tiến hành. Lăng Hàn thở dài, tuy bên người có 4 nhân vật trên thiên kiêu bảng, nhưng không ai có thể dùng, chỉ có thể hắn tự mình ra tay. Hắn bắt đầu xung kích thần thai. Lần này luận võ, không chỉ cao thủ nam tính trên thiên kiêu bảng đều sẽ xuất chiến, ngay cả thiên tài vừa xuống bảng cũng có tư cách, 40 tuổi trở xuống, tráng niên phù hợp điều kiện có rất nhiều. Vũ Côn Lôn, Tào Thiên Giật, Bạch Hòa Thuận, những thiên tài lần trước, thậm chí giới trước nữa đều có tư cách xuất chiến. Cũng còn tốt chính là, sinh hoa cảnh quá khó vượt qua, dù thiên tài trên bảng cũng cần lắng đọng 20-30 năm mới có thể đủ tích lũy, một lần xông lên. Tỷ như Ngạo Phong, lúc còn trẻ hắn tự nhiên cũng vào thiên kiêu bảng, nhưng đến gần đây mới đột phá sinh hoa, siêu phàm thoát tục, há lại đơn giản như vậy. Từ điểm đó mà nói, yêu hồi nguyệt xác thực châu bò, võ đạo ở Trung Châu cũng cực kỳ hưng thịnh, có người nói yêu hồi nguyệt cũng không phải cường giả trẻ tuổi duy nhất của Trung Châu, có mấy tồn tại địa vị ngang hắn. Chỉ cần sinh hoa cảnh không ra, Lăng Hàn bước vào thần thai, ở cảnh giới này còn ai là đối thủ của hắn. Thậm chí hắn còn có thể thu được một lần cơ hội hắc tháp quán lực, thật muốn đối phó sinh hoa, ở trong khoảng thời gian ngắn hắn cũng không phải là không có tư cách. Hắn tiến vào hắc tháp, bắt đầu bế quan khổ tu. Ở bên cạnh hắn, xếp đầy các loại đan dược, sau khi trở lại Cực Dương thành, mỗi ngày hắn đều luyện đan, một là kiếm tiền, hai là chuẩn bị xung kích thần thai. Bước đi này, là ở trong linh hải dựng thông thiên thần thai cần sức mạnh vô tận đến giúp đỡ, bởi vậy đương nhiên phải chuẩn bị kỹ càng lượng lớn đan dược, còn có lượng lớn nguyên tinh. Người khác đột phá thần thai khả năng cần mười mấy ngày thậm chí một tháng, nhưng Lăng Hàn chỉ định dùng một ngày để hoàn thành. Hắn ngồi xuống, thả ra áp chế, nhất thời trong linh hải dựng lên cuồng triều ầm ầm ầm. Chấn động không ngừng. Lăng Hàn ở linh hải cảnh đã tu đến hoàn mỹ, đan điền mở rộng đến cực hạn, linh hải cũng như thế, nguyên lực thuần túy, không có một tia tạp chất. Trong trạng thái này, cho dù hắn không chủ động vận chuyển, chỉ thả ra áp chế, trong linh hải sẽ tự động dựng thần thai, có thể thấy được hắn áp chế tàn nhẫn bao nhiêu. Oanh! Nguyên lực ngưng tụ, ngũ sắc thần quang hiện ra, hình thành một căn cơ cực kỳ thô to, vững vàng đâm vào trong linh hải, sau đó hình thành cái thứ hai, cái thứ ba, căn cơ thần thai đang nhanh chóng dựng lên. Không phải một tòa, mà là hai tòa. Trên dưới hai cách linh hải đều dựng căn cơ thần thai, ầm 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 trong cơ thể hắn vang động như hoàng trung đại lữ, đám người Lưu Vũ Đồng không ai không như nghe đạo, dồn dập ngồi xuống tiến vào trạng thái minh tưởng. Đáp thần thai thông thiên địa, đây là một quá trình thiên nhân giao cảm, trong cơ thể có đạo âm truyền lực, có thể giúp võ giả khác ngộ đạo, bởi vậy Lăng Hàn để bọn người Lưu Vũ Đồng ở lại trong hắc tháp, để họ dính quang của hắn. Chỉ có hổ nữ ngồi bất định cầm một miếng thịt gặm, nàng là tiểu quái vật, tu luyện chỉ cần dựa vào ăn, lính ngộ là cái gì có thể ăn sao. Trong linh hải của Lăng Hàn, cuồng triều mãnh liệt cao tới ngàn trượng, tứ loạn cuồng đập tựa hồ muốn đánh tan linh hải. Xung kích đại cảnh giới tự nhiên là có nguy hiểm, linh hải cuồng triều chính là một loại, nếu như đánh tan linh hải, nguyên lực hoàn toàn tiết ra, vậy đừng nói tiến vào thần thai, thậm chí tu vi còn rút lui về dũng tuyền. Nhưng đối với Lăng Hàn mà nói, đây là chút lòng thành, hắn nện cảnh giới quá hoàn mỹ, linh hải vững chắc, căn bản không sợ bão táp như vậy. Ngược lại, thần thai của hắn dựng càng lúc càng nhanh. Nếu có thần thai cảnh khác có thể nhìn thấy thần thai trong thức hải của hắn, nhất định sẽ kinh ngạc đến rớt trong mắt. Này cũng quá lớn rồi đó. Thần thai của Lăng Hàn hầu như chiếm cứ 1/3 linh hải. Thần thai của người khác lớn bao nhiêu, Lăng Hàn không rõ ràng, nhưng hắn biết thần thai kiếp trước của mình chỉ chiếm 1% linh hải. Có thể thấy được, đời này hắn mài giũa cảnh giới đến trình độ kinh người cỡ nào. Căn cơ thần thai từng bước dựng hình từ đáy biển thăng lên, xâm chiếm ra mặt biển đại khái ngoài ngàn mét, mới hoàn toàn đình chỉ lại. Thần thai tầng 1.
Sau này, hắn dựng 9 tầng thần thai, liền đạt đến thần thai tầng 9, sau đó thần thai tràn ra tiên hoa, liền có thể bước vào sinh hoa cảnh. Hắn mở hai mắt ra, ánh mắt ấm ánh, mà trong mắt phải càng có cảnh tượng từng viên đại tinh từ hình thành đến chết đi, sau đó quy về bình tĩnh, hắc tháp nhẹ chấn thể phách của Lăng Hàn phát quang, hình thành vô số mạch văn. Thiết bi thể. Lăng Hàn khiếp sợ, hắn tu luyện bất diệt thiên kinh đã sớm vượt qua nham thạch thể, nhưng cách tầng thứ 3 thiết bi thể còn có một đoạn, tuyệt đối không ngờ thời điểm đột phá thần thai cảnh lại để thể phách của hắn cũng tăng lên một đoạn. Thiên vận thạch. Lăng Hàn thầm nói, cũng chỉ có thiên vận thạch mới có tác dụng như vậy. Trước luyện hóa thiên vận thạch, chỗ tốt gì hắn cũng không có được, nhưng thiên địa tinh hoa trầm tích ở trong cơ thể hắn, đồng thời hắc tháp quán lực cũng cải tạo thân thể, lúc đột phá đại cảnh giới sẽ hoàn toàn bạo phát ra. Hai người hợp nhất, để bất diệt thiên kinh bước vào thiết bị cảnh. Hiện tại thể phách của hắn có thể so với tài liệu chú khí cùng cảnh giới, chuyện này ý nghĩa hắn có thể lấy thân thể đối cứng linh khí mà không hỏng. Mặt khác, bất diệt chân dịch cũng đạt đến 6 giọt, tăng thêm năng lực tự vệ của hắn. Không tồi, không tồi. Lăng Hàn tràn ra một nụ cười, hắn đang định dịch dung thành Hàn Lâm tham gia luận võ tròn rể. Hiện tại thể phách đạt đến thiết bị cảnh, hắn liền không cần lo lắng không có loại linh khí huyền sáo tiện tay, mà có thể dùng nắm đấm đi chọi cứng với linh khí. Hiện tại sức chiến đấu của ta đạt đến bao nhiêu tinh? Hắn lẩm bẩm nói. Trước đột phá, sức chiến đấu của hắn khoảng thần thai 11 tinh, sau khi đột phá, coi như thần thai cảnh vượt cấp chiến đấu khó khăn một chút, nhưng thêm 5 tinh là chí ít a. Hơn nữa, tác dụng của thiên vận thạch phát huy, làm sao cũng có thể lại tăng 5 tinh. Thần thai 20 tinh, đó là chí ít. Nhưng 20 tinh là cực hạn của một cảnh giới, không có khái niệm 21 tinh, 22 tinh, vì lẽ đó thời điểm Lăng Hàn ở linh hải tầng 9 trực tiếp tăng đến thần thai 11 tinh. Mà sinh hoa cảnh siêu phàm thoát tục tuyệt đối không phải thần thai cảnh có thể với tới, vậy thì tạo thành một hiện tượng quái lạ, Lăng Hàn tuyệt không có sức chiến đấu của sinh hoa cảnh, rồi lại vượt qua cực hạn của thần thai cảnh. Mà cái này vẹn vẹn là sức chiến đấu của hắn ở thần thai tầng 1. Thần đạo đan tôn. Tác giả. Cô đơn địa phi. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 441. Ở đâu bị đảo thương? Thực sự là buồn phiền, ta đến thần thai tầng 9, sức chiến đấu sẽ bao nhiêu tinh? Lăng Hàn gãi đầu, lấy sức chiến đấu của hắn hiện tại, có thể thuấn sát kiếp trước của mình bao nhiêu lần? 1000 lần, 1000000 lần đi. Lăng Hàn không khỏi nghĩ, lúc trước kiếm đế thiên phượng thần nữ lại mạnh đến mức độ cỡ nào? Chỉ là sức chiến đấu vượt cấp của hắn tăng cao, nhưng vì thế trả giá là trì hoãn tốc độ tu luyện tiến lên trước một bước, hắn cần tích lũy nguyên lực là gấp mấy chục lần người khác. Cũng còn tốt linh căn của ta là thần cấp, lại là đan sư, nếu không đánh cơ sở vững chắc như thế, đời này ta có khả năng không thể tới sinh hoa cảnh. Hắn dùng mình. Chúc mừng Hàn thiếu. Nhìn thấy Lăng Hàn đứng dậy, đám người Lưu Vũ Đồng dồn dập chúc mừng. Lăng Hàn gật đầu nói. Các ngươi cũng phải tiếp tục cố gắng, không thể lạc hậu ta quá nhiều. Vâng. Kể cả Quảng Nguyên ở bên trong, tất cả mọi người dồn dập gật đầu, nếu như không thể phân ưu giải nạn cho Lăng Hàn, trên mặt của bọn họ cũng không nhìn được a, vì mình được nhiều chỗ tốt của Lăng Hàn như vậy. Mọi người cùng đi ra hắc tháp, thời gian vừa vặn qua một ngày, Giang gia luận võ tròn rể còn chưa bắt đầu. Qua một ngày, Chư Toàn Nhi tới chơi, chỉ là vẻ mặt thất vọng nói. Lăng Đại Sư có thể thay điều kiện hay không? Hiển nhiên, tông môn từ chối lấy ra một tiêu chuẩn để đổi một cây linh dược cấp 7. Ngược lại không phải linh dược cấp 7 không đủ quý giá, mà là công dụng của xích hồng hàn băng thảo ít, ngoại trừ làm chủ dược chữa trị linh căn ra, thì chỉ có thể làm vật liệu phụ của phục hổ thiên vận đan, bởi vậy loại linh dược này chỉ có ở thời điểm gặp phải người cần, mới có thể thể hiện ra giá trị. Nếu như có thể tăng lên cảnh giới cho linh anh cảnh, hoặc tăng cường cảm ngộ võ đạo, ngươi xem những lão quái vật của bán nguyệt tông kia có thể tích cực hay không? Lăng Hàn suy nghĩ một chút nói. Được, đổi một tin tức. Chư Toàn Nhi kinh ngạc, một cây linh dược cấp 7 chỉ cần một tin tức liền có thể đổi. Trước đó Lăng Hàn còn tranh chấp với nàng kịch liệt như vậy, cái này không nghĩ ra. Lẽ nào đối phương có ý với mình, vì lẽ đó dùng thủ đoạn lạc mềm buộc chặt. Xin hỏi, Lăng Đại Sư muốn biết cái gì? Nàng hỏi, sư phụ ngươi là làm sao bị thương? Lăng Hàn hết sức tò mò, lẽ ra Bắc vực không thể có cường giả phá hư cảnh, nhưng nếu không phải phá hư cảnh ra tay, linh anh cảnh làm sao sẽ chịu đạo thương.
Ngược lại hắn đã hoàn toàn chắc chắn được chiếc chìa khóa của Giang gia, tự nhiên không đáng kể tiêu chuẩn tiến vào bí cảnh, chỉ hy vọng chiếc chìa khóa đó của Giang gia không phải món đồ chơi mà Giang Dược Phong lưu lại, nếu không hắn liền bị đồ đệ của mình lừa thảm rồi. Chư Toàn Nhi không khỏi biến sắc, dù cách một tầng lụa trắng cũng có thể nhìn thấy ánh mắt của nàng biến hóa. Qua một hồi lâu, nàng mới nói. Sư phụ nàng phát hiện một di tích ở trong quá trình thăm dò bị cấm chế gây thương tích. Lăng Hàn vỗ tay một cái nói. Quả thế, Bắc vực không có phá hư cảnh, làm sao có thể để một tên linh anh cảnh bị đạo thương, chỉ có khả năng là di tích cổ. Thấy dáng dấp của Lăng Hàn hưng phấn, Chư Toàn Nhi không vui nói. Lăng đại sư, xin tôn trọng thầy ta. Lăng Hàn cười hì hì, lấy ra một cây xích hồng hàn băng thảo đặt lên bàn. Cây xích hồng hàn băng thảo thứ hai sớm bị hắn thu gặt, miễn cho mọc ra trái cây thì không dùng được. Cây thứ ba mọc ra trái cây, lần thứ hai gieo trồng xuống, sau này chính là 3 biến 9, 9 biến 27, chẳng mấy chốc sẽ nhiều đến trình độ thái quá. Đôi mắt đẹp của Chư Toàn Nhi lập tức phát quang, đưa tay đi lấy. Lăng Hàn nhấc tay, làm cho đối phương bắt hụt. Lăng đại sư, ngươi đây là ý gì? Chư Toàn Nhi tức giận nói, tên này là muốn nói không giữ lời sao? Lăng Hàn để xích hồng hàn băng thảo lên bàn lần nữa, nói. Cái di tích kia ở đâu? Chư Toàn Nhi hơi do dự, nhưng nghĩ tới ngay cả sư phụ cũng chịu đạo thương ở trong đó, hiển nhiên bên trong coi như có cơ duyên to lớn cũng vô duyên với thầy trò các nàng, liền nói. Nông Quát Sơn Trầm Hương Cốc. Lăng Hàn gật đầu, giơ tay lên, xích hồng hàn băng thảo ở lại trên bàn. Chư Toàn Nhi vội vàng thu linh dược vào không gian giới chỉ, lộ ra vẻ vui mừng nói. Đa tạ Lăng đại sư. Lăng Hàn phủi một nói. Ngươi có thể đi rồi. Khuôn mặt của Chư Toàn Nhi không khỏi co giật, đây là không thích gặp mình cỡ nào a, lại còn đuổi người. Nhưng thái độ hờ hứng kia lại không phải ngụy trang ra, làm cho nàng càng thêm phiền muộn. Nữ nhân cũng thật kỳ quái, vừa nãy lầm tưởng Lăng Hàn có ý tứ với nàng, nàng lo lắng Lăng Hàn làm gì nàng, hiện tại Lăng Hàn hoàn toàn coi thường nàng, nàng lại phiền muộn. Ai? Trong lòng nàng có chút tức giận nói. Lăng đại sư đại khái là chuẩn bị làm rể hiền của Giang gia. Nếu không, đối phương cũng sẽ không thay đổi yêu cầu, dễ dàng liền cho mình xích hồng hàn băng thảo. Lăng Hàn cười hì hì nói. Thế nào, ghen sao? Nghĩ hay lắm. Chư Toàn Nhi chỉ nhẹ rên một tiếng, nói. Lần này Giang gia luận võ chọn rể, không chỉ 10 vị trí đầu trên thiên kiêu bảng đều sẽ tham gia, ngay cả cường giả qua mấy giới cũng sẽ xuất hiện. Tuy bọn họ vẫn chưa bước vào sinh hoa, nhưng thực lực mạnh có thể đã đến trình độ nửa bước sinh hoa. Lăng Hàn chỉ cười, thực lực bây giờ của hắn phỏng chừng đạt đến nửa bước sinh hoa, tương lai càng có khả năng vô hạn tiếp cận sinh hoa, nửa bước sinh hoa tính là gì, chiếu đánh. Đôi mắt đẹp của Chư Toàn Nhi xoay một cái, đột nhiên nói. Lăng đại sư muốn nhìn dáng dấp của Toàn Nhi một chút không? Đây là cái gì vượt? Lăng Hàn kinh ngạc nhìn về phía đối phương, nhưng Chư Toàn Nhi là nhẹ nhàng nở nụ cười, đứng dậy liền đi nói. Lúc nào tâm tình của Toàn Nhi tốt, nói không chắc sẽ cho Lăng đại sư chứng kiến. Dứt lời, nàng lắc eo mà đi, phong tình vô hạn. Tiểu yêu tinh. Dù Lăng Hàn một lòng võ đạo, nhưng nhìn bóng lưng mê người của nàng vẫn bay lên dục vọng mãnh liệt, có một luồng kích động muốn xông ra đè đối phương xuống, khà khà khà, lại khà 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 hắc. Hắn vội thu tà niệm, ai nói nữ nhân thanh lệ sẽ không câu dẫn người, ngược lại, bình thường đoan trang, nhưng bỗng nhiên toát ra ngàn vạn phong tình, sẽ càng thêm mê người. Quả nhiên, mỗi một mỹ nữ đều là hồ ly tinh biến thành, chỉ nhìn nàng có muốn câu dẫn người hay không. Lại một ngày đi qua, Giang gia luận võ chọn rể cũng chính thức mở màn. Lăng Hàn mang theo đám người Lưu Vũ Đồng đi xem trò vui, ngược lại phải đánh 3 ngày, hắn không cần thiết hiện tại lên sân khấu, đợi ngày thứ 3 lại đi cũng không muộn, hơn nữa hắn sẽ lấy thân phận Hàn Lâm xuất chiến, lấy được chìa khóa liền đi, còn Giang gia, sau này hắn sẽ bồi thường. Cái này còn so sao, khẳng định là Dương Quân Hảo mới lên cấp thứ nhất trên thiên kiêu bảng, người ta là đánh bại hết thảy thế hệ trẻ tuổi của Bắc vực. Khà khà, luận võ chỉ là luận võ, hiện tại không cấm dùng các loại linh khí, sức chiến đấu của mỗi người đều sẽ khác nhiều. Hơn nữa, trước khi lên võ đài phải ký giấy sinh tử, đó là tử chiến cùng luận bàn là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Huống hồ, đám người như Vũ Côn Lôn cũng có thể xuất chiến, Dương Quân Hảo muốn toại nguyện ôm mỹ nhân quy, khó. Không sai, lần luận võ chọn rể này khẳng định đặc sắc hơn thiên kiêu chiến. Giang gia ở đại đấu thú tràng thuê một sân bãi tiến hành luận võ chọn rể, mà Linh Bảo Các cũng nhân cơ hội kiếm một bút, bất kể là vào sân quan chiến hay lên đài dự thi, đều phải giao một khối nguyên tinh. Lăng Hàn thanh toán phí ra trận, vào sân quan chiến.
Ngày chiến đấu thứ nhất quả nhiên rất bình thường, phần lớn là người không thể leo lên thiên kiêu bảng ở đây hiển lộ một chút, soạt dư âm. Cũng chính vì thế, Giang gia và Linh Bảo các hợp tác thay đổi quy tắc võ đài. Thần đạo đan tôn. Tác giả. Cô đơn địa phi. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 442. Đăng võ đài tham chiến. Quy tắc thay đổi. Muốn thi đấu trên võ đài trước hết giao nộp 10.000 nguyên tinh, đạt được 10 thắng liên tiếp có thể trả nguyên tinh cũng có tư cách tiến vào vòng kế tiếp. Mặt khác, nếu có thể ở trên đài đứng một canh giờ cũng có thể coi là 10 thắng liên tiếp. Đây là tư cách thi đấu kéo dài 3 ngày, sau 3 ngày tiến hành đấu bán kết, do các võ giả đạt được 10 thắng liên tiếp tiến hành đào thải chiến, người cuối cùng thắng được chính là Dễ Hiền của Giang gia. Biết được tin tức này, da mặt của Lăng Hàn không khỏi co giật, thầm nghĩ Linh Bảo các thật biết kiếm tiền, ngay cả một luận võ tròn rể cũng có thể chỉnh ra như vậy, trước tiên đấu vòng loại, sau đấu bán kết quả thực xem như thiên kiêu chiến. Nhưng không thể không nói, cái này so với trước thì hấp dẫn người hơn nhiều, tình hình trận chiến càng thêm kịch liệt. Mà Giang gia cùng Linh Bảo các cũng có thể kiếm một món hời, vé vào cửa, phí dự thi đều đủ để kiếm được bồn mãn bát giật. Người thực lực không đủ, đương nhiên sẽ không lên đài khiêu chiến, này là phải trả 1 vạn nguyên tinh a, ai có tiền tiêu xài như thế. Mà đấu vòng loại chỉ có 3 ngày mà thôi, tự nhiên không thể đợi đến ngày thứ 3 mới đi tham chiến, vạn nhất thời gian không đủ thì sao? Nhiều cường giả xuất hiện, Dương Quân Hạo, Lỗ Dương, Vũ Côn Lôn dồn dập ra tay, bọn họ nắm giữ sức chiến đấu tuyệt đối, bởi vậy không người dám tiến lên khiêu chiến, để bọn họ chỉ đứng một canh giờ mà thôi, liền thuận lợi tiến vào đấu bán kết. Ngày hôm nay Lăng Hàn không có ý định hành động bởi vì hắn vẫn chưa có dịp dung, liền xem trò vui đi. Ngày thứ nhất kết thúc, nhân vật trên thiên kiêu bảng xếp hạng cao dồn dập thăng cấp, mà rất nhiều nhân vật thành danh nhiều năm cũng ung dung bước vào vòng sau. So ra, những nhân vật trên thiên kiêu bảng giới trước càng mạnh mẽ hơn, dù sao cũng tu luyện nhiều hơn mấy năm. Ở dưới sinh hoa cảnh là không chịu nổi mấy năm thời gian. Ngày thứ hai, Lăng Hàn dịch dung mình thành Hàn Lâm, cũng tách bọn người Lưu Vũ Đồng ra đơn độc tiến vào đại đấu thú tràng. Hắn nộp một khối nguyên tinh tiến vào giữa trường. Lăng Đại Sư. Phía sau hắn bỗng nhiên vang lên một âm thanh hiểu điệu. Lăng Hàn xoay người lại, giả vờ kinh ngạc nói. Ngươi gọi ta phải không? An Hồng lộ ra vẻ kinh ngạc, người này lại không phải Lăng Hàn. Nàng cười nhạt nói. Thật không tiện, ta nhận lầm người. Nàng lẩm bẩm nói. Sao giống như vậy nhỉ? Lăng Hàn thở dài, hắn chỉ dịch dung mặt, không có thay đổi hình thể, người quen thuộc từ phía sau lưng xem, rất dễ dàng nhìn lầm. Ngạo Phong như vậy, hiện tại An Hồng cũng như thế. Lăng Hàn đi tới chỗ ghi danh, lấy ra 10.000 nguyên tinh cũng báo lên thân phận của hắn. Hàn Lâm, 20 tuổi, đến từ Phục Vân Sơn. Hắn bắt được một khiêu chiến bài, nói rõ hắn đã giao phí, chờ sau đó đi khiêu chiến, chỉ cần nộp tấm khiêu chiến bài này lên là được. Hơn nữa, đợi lát nữa nếu như hắn thắng 10 tràng, cũng phải dùng tấm khiêu chiến bài này đi lấy 10.000 nguyên tinh về, làm mất, vậy xin lỗi, ngươi tự nhận xui xẻo đi. Hắn tự nhiên không có gì phải khách khí, vừa vặn có một đôi kết thúc chiến đấu, hắn lập tức nhảy lên võ đài. Khiêu chiến bài. Trọng tài lập tức đưa tay về phía hắn. Lăng Hàn ném khiêu chiến bài tới đối phương tiếp nhận, nghiệm chứng một phen, sau đó gật gù nói. Bắt đầu đi. Tiểu tử, ngươi không phải đối thủ của ta, vẫn là ngoan ngoãn tự mình xuống thay ta tiết kiệm chút nguyên lực đi. Đối thủ là một tráng hán khoảng 30 tuổi, thân hình cao lớn, cao hơn người bình thường ít nhất phải 2 cách đầu. Hiện tại dám lên võ đài khiêu chiến, khẳng định đều là người có thực lực. Người này là thần thai cảnh, mặc dù mới chỉ thần thai tầng 1, nhưng dưới 40 cũng có thể xem là cao thủ. Hắn tu luyện nhiều hơn chừng 10 năm, đây chính là ưu thế thật lớn, tự nhiên tự tin tràn đầy. Lăng Hàn cười nhạt nói. Tại sao không phải ngươi lăn xuống? Tiểu tử vô tri. Người kia hử một tiếng nói. Quên đi, ngược lại một quyền là được, không đáng kể. Có điều, nếu ngươi không nghe lời, vậy ta liền giết ngươi. Hắn dương quyền, nặng nề đánh tới Lăng Hàn. Trong ánh mắt của Lăng Hàn lướt qua một đạo sát khí, đã như vậy, vậy hắn cũng không cần hạ thủ lưu tình. Hắn tiện tay đấm ra một quyền oanh. Nguyên lực đáng sợ cuồn cuộn từng đạo mạch văn mở ra ứng ánh phát quang. Oanh. Cái gì? Không thể. Nắm đấm của người kia chỉ vừa tiếp xúc với Lăng Hàn liền nổ tung, xương máu bắn bay, nắm đấm của Lăng Hàn cũng đập đến trước người hắn, nguyên lực khủng bố rung động trực tiếp oanh hắn thành mưa máu. Ý! Trên thính phòng hoàn toàn tĩnh mịch, đường đường cao thủ thần thai cảnh lại bị một quyền đánh nổ, đây cũng quá khuyết đại đi.
Nhưng chỉ trong nháy mắt, tiếng hoan hô nổi lên bốn phía, mọi người ngồi ở chỗ này không phải vì xem hình ảnh máu tanh bạo lực như thế sao? Hàn Lâm thắng. Trọng tài nhìn tên trên khiêu chiến bài, lớn tiếng tuyên bố. Hàn Lâm. Hàn Lâm là ai, mạnh như vậy đủ để tiến vào 20 vị trí đầu của thiên kiêu bảng, nhưng rõ ràng chưa từng thấy hắn. Ta biết, người này là tân thu đệ tử năm ngoái của Đông Nguyệt Tông, vừa vào tông liền chiến bại Ngạo Gia Thất Tử. Cái gì, Ngạo Gia Thất Tử cũng không phải là đối thủ của hắn. Chẳng trách hắn lợi hại như vậy, một quyền liền đánh nổ thần thai tầng 1. Kỳ quái, tại sao hắn không tham gia thiên kiêu chiến? Có lẽ là Đông Nguyệt Tông không muốn hắn che khuất hào quang của Ngạo Gia Thất Tử, mới không cho hắn tham gia. Không sai, Ngạo Gia lão tổ là Linh Anh Cảnh, nếu hắn lên tiếng coi như Hàn Lâm lại thiên tài cũng chỉ có thể nhịn. Mọi người trên khán đài nghị luận sôi nổi, mà sắc mặt của Ngạo Gia Thất Tử cũng trở nên khó coi, không nghĩ tới Lăng Hàn lại xuất hiện ở đây. Bọn họ đều bị Lăng Hàn đánh gãy hết răng, tuy hiện tại đã mọc lại, nhưng nỗi đau kia sao có thể quên mất. Hơn nữa, đối phương còn giết em gái của bọn họ. Phụ thân đại nhân không giết tiểu tử này sao? Bảy người đều tràn ngập nghi hoặc, lấy khả năng của sinh hoa cảnh, không chỉ không thể giết một tiểu tử linh hải cảnh, thậm chí còn để hắn đột phá thần thai. Hơn nữa, mới đi qua bao lâu, người kia liền bước vào thần thai cảnh, tốc độ này quá đáng sợ. Lăng Hàn đứng trang nghiêm, chờ đợi người khác khiêu chiến. Chỉ là vừa nãy một quyền của hắn uy lực quá kinh người, trong khoảng thời gian ngắn không người tiến lên khiêu chiến. Coi như có mấy người tự tin không kém gì Lăng Hàn, cũng không có ý định áp chiến với hắn, dù sao quy tắc thi đấu thay đổi, không cần phải tranh đấu vô vị như vậy. Cho đến khi một canh giờ sắp tới, mới thấy có một người nhảy lên võ đài, đây là một trung niên bạch diện không râu, tóc pha xương mờ mịt, thật giống như đã đi về phía tuổi già, nhưng xem làn da của hắn bóng loáng căng mịn, lại không giống cao tuổi chút nào. Ồ, Khoái Kiếm Dương Thất. Trên khán đài có người kinh hô. Thật là hắn. Nghe nói người này không nên hư danh, rõ ràng có thực lực vào thiên kiêu bảng, nhưng chưa từng tham gia thiên kiêu chiến, nhưng một tay khoái kiếm lại kinh thế hãi tục, có người nói trong cùng cảnh giới không người nào có thể phòng được khoái kiếm của hắn, mặc dù có chút khuyết đại, nhưng đủ để chứng minh thực lực của hắn. Lần này có trò hay để nhìn, từ 5 năm trước Khoái Kiếm Dương Thất liền bước vào thần thai, lấy thiên phú của hắn, hiện tại làm sao cũng phải là thần thai tầng 4 tầng 5 chứ. Khà khà, xem ra vận khí của Hàn Lâm này không tốt rồi. Thần Đạo Đan Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 443, Ung Dung Thắng Lợi. Tất cả mọi người không coi trọng Lăng Hàn, tuy một quyền của hắn rất mạnh, nhưng giết chết chỉ là thần thai tầng 1, không giống Khoái Kiếm Dương Thất, thanh danh hiển hách ở trong tay hắn không biết chém xuống bao nhiêu thần thai cảnh. Dương Thất, làm thịt hắn, không nên để cho chúng ta thất vọng. Trên khán đài có người hung lệ đã lớn tiếng gọi, bọn họ tốn một nguyên tinh chính là muốn nhìn chiến đấu đẫm máu. Dương Thất không hề bị lay động, chỉ nhìn chằm chằm Lăng Hàn nói. Ngươi rất mạnh, có tư cách để ta toàn lực chiến một trận. Hả, vậy ngươi có tư cách để ta ra tay toàn lực hay không đây? Lăng Hàn cười cười, nói thật, hắn hy vọng trong thần thai cảnh có người có thể để hắn toàn lực ứng phó, hiện tại hắn đã có loại cảm giác cô độc rồi. Xem kiếm. Dương Thất ra tay, soạt trong tay hắn không biết lúc nào có thêm một thanh kiếm, thân kiếm mỏng như cánh ve, tay hơi động, mũi kiếm đã xuất hiện ở nơi vai trái của Lăng Hàn, quả nhiên nhanh đến mức kinh người. Quá nhanh, không hổ là Khoái Kiếm Dương Thất. Xong, Hàn Lâm sẽ bị một chiêu kiếm thất bại. Mọi người dồn dập kêu lên, chỉ là Dương Thất đâm tới lại là vai trái mà không phải trái tim của Lăng Hàn, điều này làm cho rất nhiều người thất vọng, chiêu kiếm này phải để người chết mới đẹp đẽ. Lăng Hàn khẽ mỉm cười, tay phải vồ một cái, kiếm của đối phương liền xuất hiện ở trong tay hắn. Dương Thất hoàn toàn biến sắc, kiếm của hắn sắp đến mục tiêu, đối phương là làm sao bắt được. Hắn vội rút kiếm, tự tin lấy Tuyết Dực kiếm sắc bén, đủ để gọt tay của Lăng Hàn thương nặng. Nhưng hắn lập tức phát hiện Tuyết Dực kiếm giống như mọc rễ ở trong tay Lăng Hàn, căn bản không nhúc nhích. Lăng Hàn chậm rãi giơ lên tả quyền. Hiển nhiên, hắn muốn một quyền đập tới, Dương Thất thấy rõ, hiện tại nếu hắn quăng kiếm lùi về sau, có thể tránh cú đấm này, nhưng thân là một kiếm khách, người còn kiếm mất người mất. Hắn không quăng kiếm, chỉ dùng sức rút kiếm. Đáng tiếc, mặc dù hắn là thần thai tầng 6, nhưng sức mạnh lại còn không bằng Lăng Hàn, làm sao cũng không cách nào rút kiếm lui ra. Ánh mắt hắn co lại, đẩy kiếm về phía trước, muốn đâm xuyên vai trái của Lăng Hàn. Nhưng cái này cũng là hy vọng xa vời.
Bất quá dù sao Dương Thất cũng là cao thủ kiếm đạo, hét lớn một tiếng, trên mũi kiếm kích thích ra bảy đạo kiếm khí bắn về phía Lăng Hàn. Cách gần như thế, ngươi làm sao trốn? Lăng Hàn lộ ra một nụ cười căn bản không né, chỉ hơi lệch đầu, không để kiếm khí đánh trúng mắt. Xoạt 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 xoạt, bảy đạo kiếm khí nổ đến chặt chẽ vững vàng, nhưng hắn đã tu thành thiết bị thể thể phách có thể so với tài liệu chú khí cung cấp, bảy đạo kiếm khí xẹt qua, ngay cả một vết thương cũng không có. Phốc. Tê sơ u y e nơ cơ vụ à. Tê u y nơ e tê thấy cảnh này, tất cả mọi người đều phun ra ngoài, đây là sức phòng ngự kinh khủng đến mức nào. Kiếm khí, do sức mạnh của bản thân võ giả, lý giải đối với kiếm đạo, lại thêm vật dẫn kích phát tạo thành. Dương Thất chính là thần thai tầng 6, sức mạnh tự nhiên không cần phải nói, khẳng định mạnh mẽ, mà hắn có thể tu ra bảy đạo kiếm khí, lý giải đối với kiếm đạo tự nhiên không kém, cuối cùng tuyết dược kiếm của hắn là linh khí cấp 5 tuyệt đối không kém. Nhưng như vậy cũng không thể cắt ra một vết thương. Ta sát, cái này vẫn là người sao? Da mặt tên này là chân kim chế tạo sao, sao ngay cả kiếm khí cũng oanh không xấu? Phòng ngự như vậy thật làm cho người ta tuyệt vọng. Ai có thể chém ra phòng ngự như vậy? Khán giả đều kinh ngạc thốt lên, có mấy người càng đánh mình, lộ ra vẻ mặt không thể tin tưởng. Nhưng không phải người nào cũng như vậy, như Dương Quân Hảo, Lỗ Dương, Chư Toàn Nhi, Vũ Côn Lôn. Đều lộ ra vẻ hiếu chiến, đối thủ như vậy đáng giá chiến một trận. Bọn họ đều có tự tin trùng thiên, tin tưởng đánh nhau cùng cấp mình tuyệt đối vô địch. Lăng Hàn ra huyền, oành. Nện ở trên mặt Dương Thất, nhất thời đập Dương Thất hôn mê bất tỉnh. Đối phương không có sát tâm với hắn, bởi vậy hắn cũng hạ thủ lưu tình. Hàn Lâm thắng. Trọng tài tuyên bố. Đánh bại Dương Thất, tuy Lăng Hàn không thể tích lũy 10 thắng, nhưng thời gian đã đến một canh giờ, hắn tự nhiên thu được tư cách tiến vào vòng kế tiếp. Hắn xuống lôi đài trở lại khu nghỉ ngơi, nhưng rõ ràng cảm ứng được có mấy ánh mắt như thực chất chăm chú nhìn mình, để hắn mơ hồ đau nhức. Cái này không phải trên thân thể, mà là tinh thần chiến ý của đám người Dương Quân Hảo quá mãnh liệt. Lăng Hàn chỉ cười nhạt, hiện tại trong thần thai cảnh còn có ai có thể tạo thành uy hiếp với hắn? Trừ khi là kiếm đế thiên phượng thần nữ xuất hiện, một lần nữa trở lại thần thai cảnh mới có tư cách chiến một trận. Dù sao hắn có thể yêu nghiệt, bọn người kiếm đế cũng vậy, Thiên Kiếm Tông chính là thượng cổ đại tông có liên hệ với thần giới. Kiếp trước chỉ có 7 người bước vào thiên nhân cảnh, có thể thấy được bọn người kiếm đế yêu nghiệt cỡ nào. Ngày thứ 3, Lăng Hàn không xuất hiện ở đại đấu thú tràng nữa. Hắn không cần biết đối thủ vòng trong của mình là ai, có tuyệt chiêu gì. Nói chung, ai xuất hiện ở trước mặt hắn, một quyền đánh bay là được. Một ngày trôi qua, đấu bán kết bắt đầu. Tổng cộng có 49 người tiến vào bán kết, bởi vậy vòng thứ nhất sẽ có 15 người không chiến tự động tiến vào vòng thứ hai, mà 34 người còn lại sẽ phải từng đôi quyết chiến. Có điều, người nào không chiến cũng không phải rút thăm quyết định, mà do Giang gia lựa chọn, cái này đương nhiên không công bằng, nhưng ai bảo bọn họ là người cử hành luận võ tròn rể, nắm giữ quyền lập quy tắc. Bởi vậy, như Vũ Côn Lôn, Dương Quân Hảo, Tào Thiên Dật cùng người cũ trên thiên kiêu bảng đều không ngoại lệ, đều vào vòng trong thiên tài trẻ tuổi như Lăng Hàn, Lỗ Dương cùng như thế, hiển nhiên được Giang gia xem trọng, không muốn để bọn họ ở vòng thứ hai liền loại mất. Đáng tiếc. Giang gia chỉ có một chiếc chìa khóa, bằng không nữ tử kết hôn sẽ rất nhiều. Vòng thứ hai bắt đầu, danh sách 32 người cũng xuất hiện, tuy luận võ tròn rể chỉ có nam nhân mới được tham gia, nhưng chỉ nhìn danh sách, vậy tuyệt đối còn trâu bò hơn thiên kiêu bảng khóa này. Mấy đời người đều tới, lại có siêu cấp yêu nghiệt như Lăng Hàn, còn có một nhân vật khiến mọi người chú ý, nhưng không ai biết dáng dấp của hắn ra sao. Bởi vì hắn mang một mặt nạ. Vóc người nhỏ gầy, so với người bình thường rõ ràng thấp hơn nữa cách đầu. Tên của hắn gọi Trương Tam, này hiển nhiên là giả danh. Lăng Hàn nhìn lướt qua, liền có thể xác định tu vi của đối phương là thần thai tầng 9, mơ hồ có loại khí tức để hắn căm ghét. Vòng thứ 2 bắt đầu, Lăng Hàn xếp ở trận thứ 7, đối thủ của hắn là Bạch Y Kiếm Vương Trầm Trung Thành. Mấy trận chiến trước kết thúc rất nhanh, bởi vì quy tắc thi đấu mới là hết sức sắp xếp cường giả đánh người yếu, mà Lăng Hàn đối chiến Trầm Trung Thành là cho rằng Lăng Hàn ưu thế tuyệt đối hay thế yếu tuyệt đối đây. Lăng Hàn lên võ đài, nhìn Trầm Trung Thành gật gù, hắn có chút hảo cảm với tên kiếm khách này. Xin mời. Trầm Trung Thành nghiêm nghị nói, trước đó hắn thấy Lăng Hàn ra tay, biết Lăng Hàn rất mạnh mẽ. Lăng Hàn nắm tay nói. Xin mời. Trầm Trung Thành rút kiếm tranh, một luồng ánh kiếm phóng lên trời, trong nháy mắt thêm ra bảy đạo kiếm khí quét về phía Lăng Hàn. Lăng Hàn đơn giản mà thô bạo, chính diện đón nhận, để quyền đánh mạnh. Oành 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 oành.
Chỉ đánh liên tục 7 quyền, ngay cả quyền khí cũng không vận chuyển, trường kiếm của Trầm Trung Thành liền bị hắn đánh bay, bại trận. Thần đạo đan tôn. Tác giả. Cô đơn địa phi. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 444. Tuyệt chiêu của Lỗ Dương. Trầm Trung Thành, xếp thứ 29 trên thiên kiêu bảng lần trước, khóa này tiến thêm một bước, chen vào 10 vị trí đầu tồn tại thứ 8. Tên Bạch Y Kiếm Vương kinh thiên hạ, lấy hắn chỉ chừng 20 tuổi, tương lai vô cùng có khả năng trở thành một trong mấy nhân vật thủ lĩnh của Bắc Vực. Nhưng thiên tài mạnh mẽ như thế, lại bị người đè đánh, ra 7 quyền liền bại trận, khái niệm này nghĩa là gì? Toàn trường ngơ ngác, tại sao Đông Nguyệt Tông có thể có một quái thai như vậy, đánh nhau cùng cấp 7 quyền oanh bại Trầm Trung Thành, nếu tương lai trở thành Linh Anh Cảnh, chẳng phải cũng có thể quét ngang cùng cấp, vô địch một thời đại sao? Ta bại. Trầm Trung Thành ho ra máu, tuy hắn không bị thương nặng, nhưng ăn đòn rất thảm, trong hai mắt tỏa ra chiến ý sáng quắc. Ta sẽ lấy ngươi làm mục tiêu, một ngày nào đó sẽ đánh bại ngươi. Chúc ngươi may mắn. Lăng Hàn cười nói, thân phận của hắn là dùng không được mấy ngày, sau này Trầm Trung Thành muốn tìm một người không tồn tại chiến đấu, ngẫm lại cũng đủ đáng thương. Trầm Trung Thành lại nhìn Lăng Hàn vài lần, lúc này mới quay đầu rời đi. Trời ạ, mạnh như vậy, nếu như tên này tham gia thiên kiêu chiến, vậy tuyệt đối có thực lực vấn đỉnh đệ nhất. Nói không chắc người ta căn bản không thèm nhìn thiên kiêu bảng. Đúng vậy, ta nhớ trước đó cũng có một mãnh nhân, một trưởng đánh ra sức chiến đấu của Linh Anh 20 tinh, nhưng người ta căn bản khinh thường tham gia. Cái gì, Linh Anh 20 tinh? Ngươi đang nói đùa sao? Khà khà, ngươi tùy tiện đi hỏi thăm một chút, chuyện này còn có người nào không biết? Có thực lực như vậy, đương nhiên không cần tham gia thiên kiêu chiến, chuyện này quả thật như cùng cháu đi thăm ông nội, tự hạ thân phận. Không nhất định, dựa theo người kia nói, hắn là vận dụng một linh khí, mới nắm giữ chiến lực như vậy. Ừ anh, ta cũng tin tưởng thuyết pháp này. Ở trong tiếng nghị luận sôi nổi của mọi người, từng cuộc chiến tiến hành cường giả lâu năm quả nhiên không có tu luyện uổng phí, coi như cùng cấp, sức chiến đấu tương tự, nhưng tu vi của bọn họ lại cao hơn, đều đạt đến thần thai tầng 9, nhưng ở cảnh giới này dừng lại một quãng thời gian, đã nện cơ sở cực kỳ vững chắc. Bởi vậy, rất nhiều cường giả lâu năm phá vòng vây, chỉ có số ít người mới dựa vào sức chiến đấu sắc bén hơn bộc lộ tài năng. Tỷ như Lỗ Dương, sức chiến đấu kinh người, còn có Dương Quân Hạo, mặc dù là lần thứ nhất tham gia thiên kiêu chiến, nhưng lấy tu vi thần thai tầng 9 đỉnh phong cũng không có để lớp tráng niên độc lĩnh phong mang, lại thêm Lăng Hàn và người đeo mặt nạ kia, khí thế của thế hệ trẻ tuổi hoàn toàn không kém. Vòng thứ 2 kết thúc, vòng thứ 3 bắt đầu ngay sau đó, lần này đối thủ của Lăng Hàn là Lỗ Dương, người thứ 2 trên thiên kiêu bảng năm nay. Có thể đánh bại Trư Toàn Nhi, thực lực của Lỗ Dương tự nhiên không cần nhiều lời, nhưng hiện tại hắn đối mặt là Lăng Hàn, sức chiến đấu đã vượt qua thần thai cảnh có thể chắc tính, hiển nhiên bi kịch đã định. Hắn và thú sủng Hàn Sương Vân báo đồng thời lên đài, đứng yên như núi. Lỗ Dương, vóc người khôi ngô, trời rất lạnh nhưng vẫn bận áo ngắn, lộ ra hai cánh tay trắng kiện, như nham thạch đúc thành, phảng phất tiện tay một quyền liền có thể đánh sơn băng địa liệt. Mà Hàn Sương Vân báo thì càng cao to uy mãnh, hình thể dài 3 trượng, cao 2 trượng, da lông trắng như tuyết, như tơ lụa tốt nhất, vừa thở ra, hàn khí bốn phía lập tức có xương lạnh ngưng tụ. Hàn Lâm, ta không thể không thừa nhận, ngươi là đối thủ mạnh nhất ta gặp được. Lỗ Dương nhìn chằm chằm Lăng Hàn. Ngươi đáng giá ta ra tay toàn lực, dù lúc trước trong thiên kiêu chiến ta cũng không có sử dụng tuyệt chiêu. Nghe lời này, người trên khán đài đều khiếp sợ, tên này vọt tới thứ 2 trên thiên kiêu bảng, lại không ứng phó toàn lực. Còn có tuyệt chiêu. Tê tại sao không sử dụng, lẽ nào hắn không muốn vị trí thứ nhất sao? Sai rồi, nếu là tuyệt chiêu, khẳng định không thể dễ dàng vận dụng, bằng không bị người ta biết liền đề phòng trước. Hừ, dù trong thiên kiêu chiến ở thứ 2 cũng không có gì, ngược lại năm tiếp theo sẽ bài danh lần nữa, chỉ cần hắn thể hiện ra đủ sức chiến đấu, vẫn có thể đột kích ngược thứ nhất. Bây giờ tranh cướp chìa khóa mở ra thập nhị thiên bí cảnh, hắn không còn đắn đo nhiều nữa. Phí lời, chỉ cần chiếm được truyền thừa trong đó, tương lai có thể trở thành phá hư cảnh, cái đánh đổi này ai cũng phải toàn lực ứng phó. Nha, ta vốn tưởng rằng trận này Hàn Lâm thắng định, nhưng bây giờ nhìn lại tựa hồ có chút hồi hộp. Khà khà, có hồi hộp mới hay. Lăng Hàn lộ ra một nụ cười nói. Há, hy vọng ngươi sẽ không thất vọng. Hiện tại hắn vô địch cùng cảnh giới, chính đang cô quạnh như tuyết. Nếu có người có thể chế tạo phiền phức cho hắn, hắn ngược lại sẽ rất cao hứng. Như ngươi mong muốn. Lỗ Dương uy nghiêm đáng sợ nói, thân hình đột nhiên nhảy lên, giết tới Lăng Hàn, hai tay bắt ấm quát. Tam sinh tam diệt, sinh tử luân hồi ấm.
Oanh! Trong song trường của hắn kết ra vô số mạch văn nhỏ bé, hình thành từng ký tự cổ điển, sau đó dồn dập bắn ra, bao phủ về phía Lăng Hàn chi chít ngợp trời, cắt đứt toàn bộ đường lui của Lăng Hàn. Lăng Hàn lộ ra vẻ thất vọng nói: "Đây chính là tuyệt chiêu của ngươi sao?" Hắn đấm ra một quyền cực kỳ giản dị, nhưng sức mạnh vô tận rung động, oành 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 oành. Những ký tự kia nhất thời ảm diệt. Lỗ Dương lộ ra kinh ngạc, tuy hắn không muốn dựa vào một chiêu này đánh bại Lăng Hàn, nhưng đối phương hóa giải ung dung như vậy, vẫn để cho hắn hơi giật mình. Nhưng hắn không có quá thất vọng, lập tức kết ấm tiếp đập tới Lăng Hàn. Lăng Hàn đứng tại chỗ, không né không tránh, chỉ tiện tay ra quyền ung dung hóa giải công kích của Lỗ Dương. Hắn ngáp một cái nói: "Đến cùng ngươi có thả tuyệt chiêu hay không, không thì ta sẽ oanh ngươi xuống." Nghe nói như thế, khán giả đều nghe rằng thực lực của hai người chênh lệch có chút lớn a, mới có thể làm cho Lăng Hàn nói lời như vậy. Tên này mạnh mẽ như thế, bây giờ còn ai có thể ngăn cản hắn? Lỗ Dương hừ một tiếng nói: "Nếu ngươi muốn nhìn như thế, vậy để ngươi lĩnh giáo một lần." Thân hình của hắn đập ra, mà lần này con báo kia cũng chuyển động, lập tức lẻn đến phía sau Lăng Hàn, mở miệng đánh ra một tia sáng trắng, vẫn chưa tập kích đến trên lưng Lăng Hàn, nhưng hàn ý vô tận lưu chuyển trong nháy mắt liền đóng băng Lăng Hàn lại. Từng tầng băng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh ra, trong nháy mắt liền kết Lăng Hàn thành một khối băng cao tới 3 trượng, chu vi 1 trượng. Chỉ một lát như vậy, hai mắt của Hàn Sương Vân Báo cũng mất hào quang, toàn bộ thân thể gầy đi rất nhiều, không khỏi nằm bò trên đất. Hóa ra đây chính là tuyệt chiêu của Lỗ Dương. Hiển nhiên, Hàn Sương Vân Báo chỉ có thể ở trong khoảng thời gian ngắn triển khai một tuyệt chiêu như vậy, nếu như không thể đóng băng đối thủ thú sủng này liền hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Đệ tử của Thú Hoàng Tông lại hết sức ỷ lại sức chiến đấu của thú sủng, nếu như thú sủng không tham chiến, vậy sức chiến đấu tự nhiên sẽ mất giá rất nhiều. Thần Đạo Đan Tôn. Tác giả: Cô Đơn Địa Phi. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 445. Tiến vào trận chung kết. Trước đó Lỗ Dương không ngừng kết ấm oanh kích, chỉ là một danh nghĩa mà thôi, muốn Lăng Hàn tập trung chú ý lên người hắn, cho Hàn Sương Vân Báo cơ hội tiến công. Quả nhiên, hắn thành công. Hàn Lâm, ngươi xác thực rất mạnh, chỉ là ngươi quá ngông cuồng. Lỗ Dương cười gằn, muốn đánh về phía băng chủ một quyền. Lấy Hàn Băng Đông lại Lăng Hàn, sức phòng ngự của đối phương tự nhiên sẽ rơi xuống đáy vực, làm sao có thể chặn một đòn toàn lực của hắn. Thẻ thẻ thẻ. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy băng chủ xuất hiện vô số vết rạn nứt, như mạng nhện. Lăng Hàn muốn thoát vây rồi. Cái gì? Lỗ Dương kinh ngạc đến tóc cũng suýt chút nữa dựng đứng, chúng một đại chiêu của Hàn Sương Vân Báo, lại có thể thoát vây nhanh như vậy. Không thể không thể, phải biết Hàn Sương Vân Báo chính là thần thai tầng 5, sau khi đóng băng liền để nó hầu như mất đi sức chiến đấu, có thể tưởng tượng được đòn đánh này đáng sợ dường nào. Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Lỗ Dương vẫn đấm ra một quyền, đây là cơ hội thủ thắng duy nhất. Oành! Quả đấm của hắn còn chưa đụng tới, nhưng băng chủ bỗng nhiên bạo nát, vô số băng vụn như tên lửa chấn Lỗ Dương bay ra ngoài. A, một tiếng, miệng hắn phun máu, trên người có rất nhiều vết thương, đều bị khối băng cắt, gọt, đâm ra. Dù sao Lỗ Dương cũng là cao thủ trên thiên kiêu bảng, thân hình dừng lại, không có bị đòn đánh này oanh xuống lôi đài. Hắn thở dốc, trong đôi mắt đều là vẻ không thể tin tưởng, mình đánh ra tuyệt chiêu, nhưng hầu như không hề có một chút tác dụng. Lăng Hàn chậm rãi đi ra, lạnh nhạt nói: "Con thú sủng này của ngươi là cấp bậc vương giả đi, bằng không không có khả năng nắm giữ thiên phú thần thông." Không sai, vừa nãy đóng băng kia không phải công kích tùy tiện, mà là lực lượng đóng băng đặc hữu của Hàn Sương Vân Báo mới sẽ làm nó hầu như mất đi sức chiến đấu. Có điều, huyết mạch cũng không thuần cho nên mới tệ như vậy. Lăng Hàn tiếp tục nói. Cũng đúng, nếu không phải như vậy, yêu thú vương giả há sẽ làm thú sủng cho người. Trừ khi vận may tốt, từ nhỏ đã thu dưỡng một yêu thú có huyết mạch vương cấp, nhưng coi như vậy, khi yêu thú khai hóa trí tuệ cũng có thể phản phệ chủ nhân, nguyên nhân là vì yêu thú vương cấp quá kiêu ngạo, không cho phép mình làm nô bộc. Cũng giống vương giả trong nhân loại, có thể bại, nhưng chắc chắn sẽ không làm tôi tớ. Lỗ Dương nói không ra lời, tuy hắn còn có rất nhiều tuyệt chiêu chưa triển khai, nhưng đòn vừa nãy là lá bài tẩy mạnh nhất của hắn, ngay cả chiêu này cũng vô dụng, vậy còn có biện pháp gì? Hắn chán nan thở dài nói: "Ta chịu thua." Nguyên bản hắn tự tin trùng thiên, cho rằng so với Dương Quân Hạo cũng chỉ chênh lệch cảnh giới mà thôi, chỉ cần cảnh giới giống nhau, hắn và Hàn Sương Vân Báo liên thủ tuyệt đối có thể oanh bại đối phương. Nhưng Lăng Hàn vẻn vẹn chỉ là thần thai tầng 1,
lại ung dung đánh bại hắn, để lòng tự tin của hắn tan vỡ. Nhìn hắn âm u rời đi, Lăng Hàn chỉ cười nhạt, nếu đối phương có thể tỉnh lại, cường giả tương lai vẫn có một vế của hắn, nhưng nếu hắn không lấy lại tự tin, có khả năng sẽ sáng tạo ra nhân vật trên thiên kiêu bảng không cách nào phá vào sinh hoa cảnh. Cái này không có quan hệ gì tới hắn, Lăng Hàn đi xuống lôi đài. Hắn cố ý quan sát mặt nạ nam chiến đấu, giống hắn, phong cách chiến đấu của đối phương cũng cực kỳ giản lược, nhưng mỗi một quyền mỗi một trưởng đều vừa đúng, chỉ cần dùng 3 phần lực giải quyết chiến đấu, hắn tuyệt đối sẽ không dùng 3 phần dưới. Cái này không chỉ khống chế sức mạnh cực kỳ tinh tế, còn hoàn toàn khống chế chiến đấu, mới biết cần dùng bao nhiêu sức mạnh có thể đạt được hiệu quả. Người này tương đối đáng sợ. Lăng Hàn cảm thấy người này có loại cảm giác đã từng quen biết, nhưng phong cách chiến đấu như vậy là cuộc đời ít thấy, luận lực điều khiển sức mạnh, khả năng còn trên kiếm đế thiên phượng thần nữ kiếp trước. Thần thai cảnh lại xuất hiện một quái vật như thế. Vòng thứ tư đối thủ của Lăng Hàn là Dương Quân Hạo. Mới vừa đánh bại thứ hai trên thiên kiêu bảng, hiện tại lại đánh thứ nhất, thực sự là đúng dịp. Hai người leo lên võ đài, Dương Quân Hạo lộ ra nụ cười nói. Ta còn đang chơi thiên kiêu chiến đánh chưa thoải mái, hiện tại rốt cuộc ngộ một người đáng giá xuất thủ. Lăng Hàn cười ha ha nói. Không phải ngươi chơi với một tiểu nha đầu 5-6 tuổi rất hăng hái sao? Sắc mặt của Dương Quân Hạo tối sầm lại, hắn tự phụ vô địch cung cấp, nhưng lại bị hổ nữ hành hung. May là đối phương không dùng miệng, bằng không hắn rất có khả năng gặp xui xẻo, ở trên người đối phương thu một bại, để hắn coi là việc đáng tiếc. Thực sự là hết chuyện để nói, hắn cực kỳ tức giận. Đến, nếu ngươi thiếu quản giáo, ta sẽ đánh ngươi một trận. Lăng Hàn ngoắc ngoắc ngón tay. Hàn Lâm, ngươi tự tin như thế, chờ sau đó bị ta đánh bại có thể sẽ khóc hay không? Dương Quân Hạo cười lạnh nói. Lăng Hàn nở nụ cười trực tiếp lắc mình lao ra. Thật nhanh. Trong đầu Dương Quân Hạo chỉ lướt qua một ý niệm như vậy, liền cảm thấy bụng dưới đau xót, cả người đã bị đánh bay ra ngoài, oành. Hắn rơi xuống đất trong đầu một mảnh mờ mịt. Rào toàn trường náo động. Đường đường người thứ nhất trên thiên kiêu bảng, lại ngay cả động cũng chưa động, liền bị người đánh xuống lôi đài, đây cũng quá mất mặt đi. Lỗ Dương tốt xấu gì cũng qua vài chiêu, còn đóng băng Lăng Hàn, một lần nhìn thấy hy vọng thủ thắng, nhưng Dương Quân Hạo thì sao? Dương Quân Hạo cũng chưa kịp phản ứng, hắn có quá nhiều tuyệt chiêu chưa sử dụng, hơn nữa, lần này không cấm sử dụng linh khí, sức chiến đấu của hắn thậm chí có thể đạt đến nửa bước sinh hoa. Nhưng vẻn vẹn chỉ một quyền, hắn liền bị oanh xuống lôi đài. Ta không phục. Da mặt hắn co giật, đây cũng quá mất mặt, thứ nhất trên thiên kiêu bảng lại bị người một quyền đánh bay, truyền đi hắn còn làm người được sao? Hắn muốn trở lại võ đài, nhưng bị trọng tài lạnh lùng ngăn lại, cho hắn một cái liếc mắt, để hắn suýt chút nữa tức điên. Vòng thứ 5, Lăng Hàn gặp người số 1 trên thiên kiêu bảng lần trước, Vũ Côn Lôn. Sau trận chiến này, hắn có thể đi vào trận chung kết, mà đối thủ là mặt nạ nam Trương Tam hoặc Tào Thiên Dật. Tào Thiên Dật là người số 1 của thiên kiêu bảng hai giới trước, luận thực lực còn trên Vũ Côn Lôn, dù sao người ta cũng tích lũy ở thần thai tầng 9 nhiều hơn 2-3 năm. Vũ Côn Lôn lên đài, mặt đối mặt với Lăng Hàn, cười nói. Ta vốn tưởng rằng sẽ đối mặt với Dương Quân Hạo đến một trận mới cú quyết đấu, thật đáng tiếc. Lăng Hàn cười nhạt nói. Hết cách rồi, ta quá mạnh mẽ. Há, ngươi mạnh bao nhiêu? Vũ Côn Lôn cười nói. Mạnh hơn ngươi quá nhiều, lấy 3 quyền đánh đầu ngươi đi, bởi vì bên kia đã kết thúc. Lăng Hàn nói. Cái gì? Vũ Côn Lôn cả kinh, nhìn lại võ đài bên kia, quả nhiên Tào Thiên Dật đã bị đánh bay. Nhanh như vậy. Vũ Côn Lôn biến sắc, tuy hắn không sợ Tào Thiên Dật, nhưng tuyệt đối không có năng lực đánh bại đối phương nhanh như vậy, nhưng Trương Tam làm được. Chuyện này ý nghĩa là nếu hai người giao thủ, hắn sẽ bị thua không chút hồi hộp nào. Không cần nghĩ xa như vậy, ngươi không thể giao thủ với hắn. Lăng Hàn cười nói. Vũ Côn Lôn hít một hơi thật sâu, lại lộ ra nụ cười nói. Nếu ngươi tự tin như thế, vậy đối thủ kia liền để cho ngươi đi. Nói xong, hắn trực tiếp vọt xuống lôi đài, bỏ chiến không đánh. Thần đạo Đan Tôn. Tác giả. Cô đơn địa phi. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 446. Áp chiến Trương Tam. Người rất quả đoán. Lăng Hàn gật đầu, coi như Vũ Côn Lôn có thể đánh bại hắn, nhưng Trương Tam có thể ung dung đánh bại Tào Thiên Dật, tự nhiên cũng có thể ung dung đánh bại Vũ Côn Lôn, bởi vậy đối phương lựa chọn theo dòng mà đi, bảo toàn mặt mũi cho mình.
Việc này truyền đi đương nhiên có ảnh hưởng đối với thanh danh của Vũ Côn Lôn, nhưng dù sao cũng hơn bị người oanh bại, huống chi hắn có khả năng thảm bại. Lăng Hàn nhìn về phía Trương Tam cũng nhìn lại hắn, trong ánh mắt có hào quang màu xanh lục đan dệt, tỏa ra áp lực đáng sợ, ngay cả Lăng Hàn có một tia thần thức của thiên nhân cảnh cũng cảm thấy hồi hộp. Sao có thể có chuyện đó? Lẽ nào đây là một vị phá hư cảnh cải trang tới tham gia luận võ? Nhưng nếu hắn thực là phá hư cảnh trực tiếp cướp chìa khóa thì đã làm sao? Đừng nói ở Bắc Vực, dù ở Trung Châu cũng không có người dám nói cái gì. Thật cổ quái. Lăng Hàn cùng Trương Tam đều không có yêu cầu nghỉ ngơi trực tiếp đối đầu. Trước đây có phải ta đã gặp ngươi không? Lăng Hàn cười nói, bắt đầu tìm manh mối. Trương Tam cũng nhích miệng nở nụ cười, nói. Ta thật nhận thức ngươi, tuy ngươi thay đổi một gương mặt khác. Lăng Hàn cả kinh, thuật dịch dung của hắn lại bị người nhìn thấu. Đến, ra tay đi, để ta nhìn thực lực của ngươi trưởng thành đến mức nào. Trương Tam nói. Lăng Hàn nắm chặt song quyền, không dám có chút bất cẩn, đối phương để hắn nhìn không thấu, còn có một loại tà ác phát ra từ trong xương, để hắn cực kỳ căm ghét. Chờ chút. Trong đầu Lăng Hàn thần quang thoáng hiện nói. Nghiêm. Khà khà, ngươi rốt cuộc nhớ lại rồi. Trương Tam cười nói. Nghiêm Thiên Chiếu. Chẳng trách cho hắn một loại cảm giác cực kỳ tà ác. Lăng Hàn cũng chỉ cảm ứng được ở trên thân người này, thật giống như hắn chính là hóa thân của tà ác. Không nghĩ tới, từ Vũ Quốc đi ra gần một năm, thực lực của đối phương cũng tăng lên to lớn, lúc trước tuy cũng có mấy phần yêu nghiệt, nhưng còn lâu mới kinh người như hiện tại. Hai người đều không có gọi ra tên thật của đối phương, đây là ngươi bảo mật thay ta cũng bảo mật thay ngươi. Vậy thì đến đánh đi. Lăng Hàn tự tin tung bay nói, hắn tin tưởng cùng cảnh giới chiến một trận, mình có thể quét ngang tất cả đối thủ. Như ngươi mong muốn. Nghiêm Thiên Chiếu công kích giết tới Lăng Hàn. Oành 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 oành. Trong nháy mắt hai người đã qua mười mấy chiêu. Lăng Hàn khiếp sợ, sức mạnh của Nghiêm Thiên Chiếu không kém hắn chút nào, mà ở trên chi tiết chiến đấu đối phương còn đạt đến mức độ kinh người, thật giống như trời sinh chính là một chiến sĩ, hoàn toàn có thể dựa vào bản năng chiến đấu. Rõ ràng có mấy lần rơi vào hiểm cảnh, nhưng Nghiêm Thiên Chiếu lại lấy cùi trỏ chấn, eo va, vai đụng. Nhìn như không thành cơ, hơn u, v, quy, quy, o, ngơ pháp, nhưng không chỉ hóa giải nguy cơ, ngược lại chế tạo phiền toái không nhỏ cho Lăng Hàn, nếu không phải Lăng Hàn tu thành thiết bị thể thật là có khả năng bị thiệt lớn. Nhưng thiết bị thể cũng không phải vạn năng, sau khi Nghiêm Thiên Chiếu phát hiện phòng ngự của hắn kinh người, thì hóa trưởng thành chỉ cứ nhắm hai mắt của hắn ra tay chiêu nào chiêu nấy ác liệt, để hắn vô cùng chật vật. Lúc chiến đấu với người khác, Lăng Hàn luôn có thể khống chế đại cục, thần thức của thiên nhân cảnh để hắn có thể dự đoán ra thế tiến công của đối phương, từ đó sớm làm ra ứng đối. Có thể nói, ở trong nháy mắt đối thủ ra chiêu, hắn đã nắm chắc phần thắng. Nhưng đánh với Nghiêm Thiên Chiếu thì hoàn toàn ngược lại, nhất cử nhất động của hắn đều ở trong dự đoán của đối phương. Bởi vậy, Lăng Hàn có một thân sức chiến đấu kinh người, lại bị đối phương dần dần áp chế. Lăng Hàn bỗng nhiên nghĩ đến, trong đôi mắt đối phương đã từng tỏa ra áp lực để hắn rung động, lẽ nào Nghiêm Thiên Chiếu giống hắn bị một cường giả đoạt xá. Hơn nữa, đối phương còn muốn mạnh hơn, có khả năng là một cường giả phá hư cảnh. Cũng chỉ có như vậy, uy thế thần thức của đối phương mới trên hắn, năng lực chiến đấu áp chế hắn. Thú vị! Thú vị! Lăng Hàn không chỉ không sợ sệt, trái lại phát lên chiến ý hừng hực. Hắn ở thần thai cảnh hầu như không có đối thủ, nhưng bỗng nhiên xuất hiện một đại địch để dòng máu của hắn sôi trào. Đến chiến cái thoải mái. Hắn cười ha ha, triển khai chiến tượng quyền, bảy con long tượng hiện lên, nhìn ép về phía Nghiêm Thiên Chiếu. Nghiêm Thiên Chiếu không khỏi hơi kinh hãi, bật thốt lên. Ký pháp của Địa Long Điện. Địa Long Điện. Trong lòng Lăng Hàn lói lên, chiến tượng quyền lấy từ chỗ Nạp Lan Đột, mà Nạp Lan Đột xuất thân Địa Long Tông. Từ khi Tu La Ma Đế nhận ra Huyền Nguyên Tam Thức là võ ký của Thiên Kiếm Cung, Lăng Hàn liền lưu tâm, suy đoán mấy thế lực ở Trung Châu đều có quan hệ tới thần giới, Tử Tuyết Tiên của Thanh Lôi Tôn càng có tộc nhân ở thần giới. Bởi vậy, Nghiêm Thiên Chiếu nói ba chữ Địa Long Điện, hắn liền tin đối phương chỉ là Địa Long Tôn đổi thành Địa Long Điện mà thôi. T, lẽ nào tên này cũng có quan hệ với thần giới? Lúc Nghiêm Thiên Chiếu 5 tuổi thì bị người phong ấn, vẫn nằm ở trạng thái ngủ say cho đến khi đạt được đan dược của hắn mới tỉnh lại, sau đó không mấy ngày liền tiêu thăng đến linh hải cảnh, càng thể hiện ra thực lực dường dị. Nếu như nói, lúc trước Nghiêm Thiên Chiếu bị một tên thần linh bám thân, vậy hết thảy đều có thể giải thích. Áp lực có thể làm cho mình khiếp đảm, năng lực chiến đấu tinh tế, không có quan hệ gì tới thần giới mới lạ. Đến tột cùng ngươi là ai? Lăng Hàn nghiêm nghị nói. Há, ta cũng muốn hỏi một chút,
Ngươi là ai? Nghiêm Thiên Chiếu nở nụ cười, nhưng song quyền oanh liên tục, rõ ràng không có một đạo quyền khí, nhưng nắm đấm đánh ra uy lực lại bá tuyệt, giống như Lăng Hàn chủ động lao tới ăn đấm, cho thấy năng lực khống chế của hắn cực mạnh. Quả nhiên, trong lòng Lăng Hàn gật đầu, đối phương tuyệt đối là bị một tên cường giả đoạt xác, hơn nữa rất có khả năng là một thần linh. Lúc trước có người nhìn ra không đúng, nhưng chỉ phong ấn Nghiêm Thiên Chiếu để hắn ngủ say, nhưng sau khi bị hắn giải phóng, linh hồn này rốt cuộc có thể hoàn toàn khống chế thân thể, phát huy ra sức chiến đấu đáng sợ. Các hạ là từ thần giới đến đi. Lăng Hàn vừa đấu với đối phương, vừa nhẹ giọng nói, cái này quá kinh thế hãi tục, hắn cũng không muốn bị những người khác nghe được. Thần giới. Nghiêm Thiên Chiếu cười ha ha, tương tự đè thanh âm rất thấp nói. Ếch ngồi đáy giếng chết đến nơi rồi còn không biết, thật khiến người ta buồn cười. Đây là ý gì? Lăng Hàn hỏi. Có thể mấy chục năm, có thể chừng trăm năm, ngươi sẽ biết. Nghiêm Thiên Chiếu lãnh đạm nói. Hiện tại, bại cho ta. Bảo vật trong bí cơ A, nơ, hơ, tê, hơ, A, quy, quy, B, nhị thiên, ta thể nhất định phải có. Ha ha. Lăng Hàn cũng cười gần. Đã như vậy, ta càng không thể để cho ngươi thực hiện được. Ngươi không ngăn cản được ta. Nghiêm Thiên Chiếu ngạo nhiên nói. Hiện tại, ta có thể phát huy ra tiếp cận 100% sức chiến đấu, làm sao ngươi có khả năng là đối thủ của ta? Đừng quên, ta chỉ là thần thai tầng 1. Lăng Hàn cười nói, đây là ưu thế lớn nhất của hắn. Ánh mắt của Nghiêm Thiên Chiếu không khỏi phát lạnh, tuy hắn hoàn toàn khống chế bộ thân thể này, nhưng phát huy ra 100% sức chiến đấu cũng sẽ bị giới hạn ở sức mạnh của bộ thân thể này, sức chiến đấu không phải vô hạn. Hiện tại Lăng Hàn đã mạnh như vậy, nếu như đạt đến thần thai tầng 9, vậy sức chiến đấu khẳng định còn tăng lên mấy cấp độ, càng khó có thể đối phó. Vậy thì không thể để ngươi sống nữa. Trong ánh mắt của Nghiêm Thiên Chiếu có quang mang màu xanh lục sáng lên, hai tay giương ra, nhất thời có từng sợi tơ màu xanh lục mở rộng. Oanh! Đúng lúc này, chỉ thấy một người vọt vào đại đấu thú tràng kinh hô. Gia chủ đại nhân, chìa khóa bị một quái nhân trốn ở trong quan tài cướp đi. Thần đạo đan tôn. Tác giả. Cô đơn địa phi. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 447. Chìa khóa bị cướp. Chìa khóa. Nghe được hai chữ này, Lăng Hàn và Nghiêm Thiên Chiếu đồng thời ngừng chiến, bọn họ theo bản năng cho rằng đây là chìa khóa bí mật mở ra xạ thủ cung. Quả nhiên, Giang gia gia chủ lập tức đứng dậy, lộ ra vẻ kinh sợ quát lên. Sao có thể có chuyện đó, chìa khóa giấu ở nơi bí ẩn như vậy, sao bị người tìm tới? Bẩm gia chủ. Người kia nơm nớp lo sợ nói. Người kia không biết dùng bí pháp gì đã khống chế tứ trưởng lão để hắn tự mình lấy chìa khóa ra giao, sau đó trốn vào quan tài đào tẩu. Dung hoàn huyền. Lăng Hàn lập tức khẳng định tuy ở trong cực dương thành khả năng có đệ tử khác của Thiên Thi Tông, nhưng dám to gan bày ra thân phận, vậy khẳng định chỉ có dung hoàn huyền mà thôi. Có tam sinh thi quan chính là tùy hứng. Không nói hai lời, Lăng Hàn và Nghiêm Thiên Chiếu xoay người rời đi, mấy cách lên xuống liền nhảy đến chỗ cao nhất của đại đấu thú tràng, ánh mắt đảo qua, đã thấy địa phương gây án, dồn dập triển khai thân pháp truy kích. Nếu chìa khóa bị cướp đi rồi, còn luận võ trọn rể cái rắm. Vèo, hổ nữ cũng đuổi theo, nhìn Nghiêm Thiên Chiếu một chút, miệng nhỏ khẽ nhích, lộ ra hàm răng trắng như tuyết, có vẻ địch ý mười phần. Trong ánh mắt của Nghiêm Thiên Chiếu toát ra vẻ kiêng dè, không tự chủ được mà duy trì một khoảng cách với hổ nữ. Tu La Ma Đế có thể đoạt xác dung hoàn huyền, Nghiêm Thiên Chiếu cũng nghi bị một tên thần linh chiếm cứ, nếu như trong thân thể của hổ nữ cũng có ý chí của một vị thần linh đáng sợ, tựa hồ cũng không kỳ quái. Nhưng Lăng Hàn còn rất hoài nghi, có loại thần linh hung tàn rồi lại lấy ăn làm gốc thuận tiện tự mình khoe tài sao? Tiểu nha đầu quái lạ là ở trên linh căn, tựa hồ hoàn toàn khác dung hoàn huyền, Nghiêm Thiên Chiếu. Thực sự là đau đầu, đời này yêu quái cũng quá nhiều đi. Lăng Hàn mặc kệ, hiện nay trọng điểm là chặn dung hoàn huyền cướp lấy chìa khóa. Cũng còn tốt, sức phòng ngự của tam sinh thi quan vô cùng mạnh mẽ, nhưng tốc độ lại không nhanh, chí ít Lăng Hàn, Nghiêm Thiên Chiếu đều đang rút ngắn khoảng cách. Hổ nữ thì càng không cần phải nói, chỉ là nàng không có toàn lực ứng phó, vẫn đi theo bên người Lăng Hàn. Cực Dương Thành là không thiếu cường giả sinh hoa cảnh, tuy Lăng Hàn còn chưa từng thấy, nhưng tin tưởng còn có đại năng linh anh cảnh, dung hoàn huyền công khai cướp chìa khóa, thật có thể để hắn thong dong đào tẩu sao. Nhưng chí ít cho đến bây giờ, là không có một tên cường giả sinh hoa cảnh ra tay. Đơn giản, ở trong thành đoạt lại chìa khóa, cuối cùng ở dưới áp lực trao trả cho Giang gia là rất lớn. Nhưng mà chạy ra khỏi thành, vậy thì là dã ngoại, ngươi ở dã ngoại nhặt được đồ vật,
vậy khẳng định là của mình, nào có chuyện trả lại người mất. Đây là một quy tắc ngầm. Bởi vậy, mọi người đều đang đợi Dung Hoàn Huyền ra khỏi thành, đến thời điểm đó tất nhiên sẽ dẫn động lượng lớn cao thủ, sinh hoa cảnh thậm chí linh anh cảnh ra tay cũng không ngạc nhiên chút nào. Tam sinh thi quan mở đường, một đường không người có thể ngăn trở. Chỉ là gần 10 phút, Dung Hoàn Huyền đã ra khỏi thành, nhất thời từng bóng người hiện lên, không ẩn nhẫn nữa. Cẩn thận, chiếc quan tài này là bảo vật của Thiên Thi Tông, uy lực bất phàm. Có người nhắc nhở, đó là sinh hoa cảnh từng xuất hiện ở trong ám ma xâm lâm, tận mắt chứng kiến tam sinh thi quan đáng sợ. Không ít người gật đầu, nhưng càng nhiều người thì xem thường, coi như linh khí cấp 10 cũng phải xem là ai đang sử dụng. Các ngươi đã nhát gan sợ phiền phức như thế, vậy chìa khóa kia ta nhận. Có người ra tay, đập tới tam sinh thi quan. Ngu ngốc! Rất nhiều người đều thầm nói. Đùng! Một trưởng vỗ lên tam sinh thi quan, nhất thời trên nắp quan tài có từng mạch văn phát sáng, hóa thành một bộ cốt binh, nhắm người kia đâm một mâu. Người kia kinh hãi, vội dương đồng ý chí võ đạo, xây lên một đạo phòng ngự ở trước người, nhưng lưới mâu trực tiếp đâm xuyên, phúc chọc qua đầu của hắn, trên mũi mâu có giọt giọt máu tươi lăn xuống. Vận may của hắn không tốt như vị sinh hoa cảnh ở trong ám ma xâm lâm kia, bị một mâu xuyên đầu mà chết. Đùng! Cốt binh cũng tự động biến mất, thi thể của sinh hoa cảnh kia mất đi lực lượng chống đỡ, lập tức rơi xuống mặt đất, vung lên một đám bụi bẩm. Ha 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 ha, lại đưa ta một bộ thi thể sinh hoa cảnh làm thi binh cảm tạ. Thanh âm của Dung Hoàn Huyền từ trong quan tài vang lên, nắp quan tài hơi mở, một cái tay dò xét ra ngoài kéo bộ thi thể của sinh hoa cảnh kia vào thật nhanh, oành, sau đó nắp quan tài khép lại. Tình cảnh kia làm tất cả mọi người không nói gì, chiếc quan tài này là muốn nghịch thiên a, làm sao bây giờ? Xem ra sinh hoa cảnh là hoàn toàn không có biện pháp, chỉ có thể để linh anh cảnh lên. Một vị cường giả toàn thân bao phủ ở trong thần quang màu tím xuất hiện, khí thế đáng sợ lưu truyền, dù thần thai cảnh tới cũng phải nằm dạp ở dưới chân của hắn mà không hề có một chút lực lượng chống cự. Cường giả linh anh cảnh. Có điều Lăng Hàn, Hổ Nữ, Nghiêm Thiên Chiếu đều không phải người thường, không sợ khí thế như vậy chút nào, mà Dung Hoàn Huyền có tam sinh thi quan bảo vệ tương tự không sợ. Còn nữa, khí thế như vậy cũng không phải vô địch, chỉ cần là vương giả tu ra bảy đạo khí liền có tư cách đối kháng, ảnh hưởng cực nhỏ. Là Tử Mang lão nhân. Thấy cường giả này xuất hiện, chúng sinh hoa cảnh kinh ngạc thốt lên, tuy mọi người đều biết sẽ kinh động cường giả linh anh cảnh, nhưng nhìn thấy cường giả như vậy hiện thân, vẫn gây ra náo động không nhỏ. Quả nhiên, thập nhị thiên bí cảnh truyền thừa ngay cả cường giả linh anh cảnh cũng động lòng, tuy Tử Mang lão nhân chưa chắc có tư cách tiến vào bí cảnh, nhưng hắn có rất nhiều đồ tử đồ tôn, sẽ có một hai người tài năng, chỉ cần bọn họ có thể được truyền thừa, không phải đại biểu Tử Mang lão nhân đến sao? Thân hình của Tử Mang lão nhân tung xuống, một trưởng nhẫn về phía tam sinh thi quan. Ha 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 ha, lão già thối tha ngươi cũng muốn đến tìm cái chết sao? Dung Hoàn Huyền cười to, có vẻ hung hăng đến cực điểm. Điều này làm cho tất cả mọi người khó chịu, chỉ là một tiểu bối thần thai cảnh mà thôi, ỷ có kiện linh khí cấp 10 liền dám không để bọn họ vào mắt. Cái này là vì Bắc vực thiếu hụt cường giả đỉnh phong, bằng không ngươi đến Trung Châu thử xem, coi như có mai rùa kia, khẳng định cũng bị bắt trong nháy mắt. Tử Mang lão nhân ấm xuống một trường, nhất thời tam sinh thi quan liền phản ứng, một bộ cốt binh xuất hiện, chém về hắn. Oành oành oành. Song phương triển khai ác chiến, Tử Mang lão nhân không rơi xuống hạ phong, nhưng cũng không cách nào tiêu diệt cốt binh, nhất thời xuất hiện cuộc diện chiến đấu. Nhưng cốt binh chỉ là tam sinh thi quan diễn hóa ra một đạo công kích, diệt liền diệt, lại đánh ra đạo thứ hai là được, còn Tử Mang lão nhân có thể tiêu hao như thế sao? Tử Mang lão nhi, ta đến giúp ngươi một tay. Lại một cường giả linh anh cảnh xuất hiện, trực tiếp chém ra một chiêu kiếm oanh, một đạo kiếm khí hóa thành thiên kiếm, dài tới ngàn trượng, tàn nhẫn gọt lại. Hoành thiên kiếm chém lên quan tài, nhất thời kích ra từng tầng quang ảnh gợn sóng. Ồ! Dung Hoàn Huyền hét thảm một tiếng, tuy hắn không bị bắn trúng, nhưng dưới sức mạnh rung động vẫn để hắn đau đớn không thôi. Thần đạo đan tôn. Tác giả. Cô đơn địa phi. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 448. Hỗn chiến. Quả nhiên, dù cho tam sinh thi quan là linh khí cấp 10, nhưng bị động xuất kích cũng chỉ có thể phát huy ra sức chiến đấu của linh anh cảnh. Nhưng ở nơi như Bắc vực, linh anh cảnh chính là sức chiến đấu mạnh nhất. Dung Hoàn Huyền nắm giữ tam sinh thi quan vẫn làm người nhức đầu, chỉ cần hắn núp ở trong tam sinh thi quan không ra, vẫn đúng là không nhất định có người làm gì được hắn. Vù!
Có điều, sau khi bị thiên kiếm công kích, mạch văn trên tam sinh thi quan lóng lánh, lập tức ngưng ra một bộ cốt binh đánh về phía cường giả Linh Anh Cảnh dùng kiếm. Tên Linh Anh Cảnh này hoàn toàn không có hứng thú dây dưa với tam sinh thi quan, thân hình lập tức lấp lóe, không chọi cứng với cốt binh, mà chém ra một chiêu kiếm công tới tam sinh thi quan. À! Dung Hoàn Huyền kêu thảm thiết, quan tài có thể giúp hắn tránh đà kích trực tiếp, nhưng Linh Anh Cảnh công kích lực phản chấn vấn đề hắn cực kỳ khó chịu. Lại một bộ cốt binh hiện lên, giết về vị cường giả Linh Anh Cảnh này. Mọi người không khỏi biến sắc, đánh một cách liền dẫn ra một bộ cốt binh, ai nhận được. Linh Anh Cảnh mạnh hơn nữa cũng không chịu nổi nhiều cốt binh vây công như vậy. Cường giả Linh Anh Cảnh kia né tránh thiên kiếm đánh chém, tự nhiên lại dẫn ra bộ cốt binh thứ tư. Lẽ nào quan tài diễn hóa cốt binh là không có chừng mực sao? Lăng Hàn nhìn thầm nghĩ nó nhất định có cực hạn, nhưng tam sinh thi quan là linh khí cấp 10, Linh Anh Cảnh muốn bước ra cực hạn. Không thể. Đồng dạng là linh khí cấp 10, tam sinh thi quan lại thật mạnh, vượt xa ma sinh kiếm. Không hổ là hàng nhái của Minh Phủ tam sinh quan, ngay cả ta cũng có chút đỏ mắt. Nghiêm Thiên Chiếu lẩm bẩm nói, thanh âm rất nhỏ, lại bị Lăng Hàn thu ở trong tai. Linh Anh Cảnh thứ hai kia oanh liền bảy kiếm, cuối cùng không có năng lực công kích tam sinh thi quan nữa, bởi vì đã có bảy bộ cốt binh vây công hắn, để hắn làm sao cũng không có dư lực công kích. Ha 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 ha, chỉ là Linh Anh Cảnh mà thôi, cũng muốn làm khó tiểu gia. Dung Hoàn Huyền cuồng ngạo nói, có vẻ vô cùng chói tai. Nhưng tam sinh thi quan xác thực châu bò, không thể không phục. Lăng Hàn thầm nói với Tiểu Tháp, ngươi xem một chút, người ta chỉ là một linh khí cấp 10 cũng châu bò như thế. Ta lại phải cong đuôi làm người, sao chênh lệch lớn như vậy chứ? Tiểu Tháp không có chút rung động nào nói. Ngươi thích, ta cũng có thể toàn lực phát huy, ngươi muốn diệt ai liền diệt, ngược lại ngươi là chủ nhân ta nghe lời ngươi. Sát! Lăng Hàn cũng chỉ là cảm thán, chẳng lẽ hắn không biết Hắc Tháp ra tay sẽ đưa tới đại năng thượng giới nhòm ngó sao? Nhưng Tiểu Tháp cũng quá lưu manh, ngược lại suýt chút nữa làm hắn tức điên. Vì sao cảm giác tính cách của khí linh này còn rất lưu manh nhỉ? Nơi này tổng cộng có 3 Linh Anh Cảnh, dồn dập ra tay, nhưng chỉ dẫn ra càng nhiều cốt binh, hoàn toàn áp chế bọn họ. Linh Anh Cảnh chó má gì, chờ tiểu gia được truyền thừa trong bí cơ A, nơ, hơ, tê, hơ, A, quy, quy, B, nhị thiên quay đầu lại liền luyện chế toàn bộ các ngươi thành thi binh. Ha 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 ha. Dung Hoàn Huyền cười to, ai có thể lấy tu vi thần thai cảnh đùa bỡn Linh Anh Cảnh trong lòng bàn tay. Chỉ có hắn. Chúng cường giả sinh hoa cảnh, Linh Anh Cảnh đều gào thét, nhưng có thể có biện pháp gì, bọn họ căn bản phá không được phòng ngự của tam sinh thi quan. Lăng Hàn âm thầm gật đầu, dưới bị động phòng ngự, chỉ cần tu vi hóa thần cảnh liền có thể cách tam sinh thi quan đánh chết Dung Hoàn Huyền. Đương nhiên tiền đề phải là tu vi của Dung Hoàn Huyền chưa tới hóa thần cảnh. Điều này cũng đủ để chứng minh tam sinh thi quan mạnh mẽ, chỉ bị động phòng ngự mà thôi, nhưng cũng cần hóa thần cảnh mới có thể đánh giết người trốn ở bên trong. Dung Hoàn Huyền tiếp tục khởi động tam sinh thi quan bỏ chạy, có chút cường giả sinh hoa cảnh còn truy đuổi, không muốn từ bỏ, có mấy người thì xoay người rời đi. Tên này trốn ở trong quan tài là không làm gì được. Sau 10 ngày, hết thảy cường giả đều bất đắc dĩ rời đi, lại theo nữa cũng không có ý nghĩa, bởi vì hiển nhiên Dung Hoàn Huyền có không gian giới chỉ, không cần lo lắng bị chết đói. Mà hiện tại còn truy kích, chỉ còn lại Lăng Hàn, Hổ Nữ và Nghiêm Thiên Chiếu. Lăng Hàn và Hổ Nữ một đường, Nghiêm Thiên Chiếu một đường, đều ẩn ở trong bóng tối. Có điều, sau khi sinh hoa cảnh, Linh Anh cảnh đều rời đi, Nghiêm Thiên Chiếu giết ra, tung người đến trước tam sinh thi quan. Giao chìa khóa ra, tha cho ngươi một mạng. Nghiêm Thiên Chiếu tử tốn nói. Chỉ là thần thai cảnh mà thôi, khẩu khí thật lớn. Dung Hoàn Huyền ra quan, nhìn Nghiêm Thiên Chiếu cười gằn. Lúc bản tỏa tung hoành thiên hạ còn không biết lão tổ tông của ngươi ở chỗ nào, dám làm càn ở trước mặt bổn tỏa. Nghiêm Thiên Chiếu ra tay, chộp tới Dung Hoàn Huyền. Lăng Hàn không có ra tay, hắn sợ Dung Hoàn Huyền trốn vào trong tam sinh thi quan, vậy thì là con cọp cắn rùa đen, không chỗ hạ miệng. Ngược lại, từ trong tay Nghiêm Thiên Chiếu cướp chìa khóa thì dễ dàng hơn nhiều. Chuyện cười. Dung Hoàn Huyền tự nhiên không sợ, lấy ra một thanh trường đao chém qua. Người của Thiên Thi Tông, sức chiến đấu cá thể không mạnh, nhưng cũng có ngoại lệ, như Dung Hoàn Huyền thì đạt được tông chủ truyền thừa, tuy không lấy được ma âm đao, nhưng lại được một môn đao pháp, có thể phối hợp ma âm đao triển khai cấp bậc không thấp, hơn nữa chỉ cần có thi khí liền sử dụng được, mạnh yếu chỉ xem ở trình độ thi khí. Bởi vậy, Dung Hoàn Huyền còn có chút tạo nghệ ở trên đao đảo, một đao chém ra 5 đảo đao khí. Nghiêm Thiên Chiếu không tránh không né,
tay phải mở ra, ý chí võ đạo dương động, từng sợi tơ màu xanh lục mở rộng, như một chiếc võng bao về phía Dung Hoàn Huyền. Đứt cho ta. Dung Hoàn Huyền lạnh lùng nói, đao khí chém qua, nhưng tấm lưới vẫn không nhúc nhích. Cái gì? Hắn không khỏi ngẩn ra, khí của đối phương ở trên chất lượng làm sao cao hơn hắn nhiều như vậy? Tiểu tử vô tri. Võng lớn của Nghiêm Thiên Chiếu đã mở ra, bao vây Dung Hoàn Huyền. Đáng ghét. Dung Hoàn Huyền cũng không nghĩ tới thực lực của mình kém đối phương lớn như vậy, hắn vội vàng lùi về sau, muốn trốn vào trong Tam Sinh Thi Quan. Bản tỏa ra tay, ngươi còn muốn trốn? Nghiêm Thiên Chiếu khinh thường nói, lưới đã hợp lại, bao bọc Dung Hoàn Huyền. Dung Hoàn Huyền gào thét, nhất thời khinh địch, lại rơi xuống cục diện bị động như thế. Hắn há miệng phát sinh một tiếng kêu to, hoành trong Tam Sinh Thi Quan nhảy ra một bóng người, đánh tới Nghiêm Thiên Chiếu. Đây là một bộ thi binh, trên trán thình lình có một cái động, chính là cường giả sinh hoa cảnh mà 10 ngày trước bị Tam Sinh Thi Quan giết, bây giờ đã bị hắn luyện chế thành thi binh, chỉ là thời gian quá ngắn, vẫn chưa hoàn toàn luyện hóa, chỉ có sức chiến đấu của thần thai cảnh, nhưng kiềm chế Nghiêm Thiên Chiếu lại là không có vấn đề, không cho hắn có cơ hội ra tay với Dung Hoàn Huyền liền được. Lăng Hàn nở nụ cười, nên là thời điểm hắn xuất thủ. Thân hình hắn nhảy lên, lập tức giết ra ngoài, không chút do dự lấy ra Ma Sinh kiếm, đồng thời gọt về phía hai người Dung, Nghiêm. Đáng chết. Dung Hoàn Huyền và Nghiêm Thiên Chiếu đồng thời hừ một tiếng, nhưng chiêu kiếm này thời cơ quá khéo, vừa vặn ở lúc hai người đánh hừng hực, lực phòng ngự yếu kém nhất. Oanh. Đúng lúc này, Tam Sinh Thi Quan tiến đến gần che ở giữa Lăng Hàn và Dung Hoàn Huyền. Thần đạo Đan Tôn. Tác giả. Cô đơn địa phi. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 449. Lai lịch của Nghiêm Thiên Chiếu. Oành. Ánh kiếm tung tóe, toàn bộ đánh lên Tam Sinh Thi Quan. Đây chính là linh khí cấp 10. Rất dễ dàng liền ngăn cản công kích của Lăng Hàn. Cũng may Ma Sinh kiếm là linh khí cấp 10. Bởi vậy không có khiến Tam Sinh Thi Quan phản kích. Nhưng Tam Sinh Thi Quan đã úp tới Dung Hoàn Huyền, chỉ cần thu hắn vào, như vậy Dung Hoàn Huyền liền nằm ở trạng thái vô địch. Lăng Hàn, ngươi không làm gì được ta. Dung Hoàn Huyền cười gằn, chỉ cần thấy được hổ nữ, chẳng lẽ còn không thể xác định thân phận của Lăng Hàn sao? Chờ chút, tiểu nha đầu kia đâu, mới vừa rồi còn nhìn thấy nàng, sao lập tức liền không còn bóng dáng? À! Đột nhiên hắn hét thảm một tiếng, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hổ nữ lại xuất hiện trong lưới, mà khóe miệng còn đẫm máu, thình lình cắn hai ngón tay của hắn đi, một cái trong đó đang mang không gian giới chỉ. Không! Hắn lập tức giống to, không gian giới chỉ cũng không đáng giá mấy đồng tiền, vấn đề là bên trong cất giấu hết thảy gia sản của hắn, a kể cả chiếc chìa khóa cướp của Giang gia. Hì hì! Hổ nữ nhích miệng nở nụ cười, nàng và Lăng Hàn phối hợp hiểu ngầm, một tiến công chính diện kéo sự chú ý, một cách khác từ mặt bên đánh lén, lấy lực phá hoại của sinh hoa 20 tinh cắn xuyên lưới, cũng thuận tiện cắn đứt hai ngón tay của Dung Hoàn Huyền. Nàng lui nhanh, oành, Tam Sinh Thi Quan khép lại, nuốt Dung Hoàn Huyền vào trong. Giết cho ta, giết toàn bộ bọn họ cho ta. Bên trong truyền đến thanh âm tức giận của Dung Hoàn Huyền, đứt mất hai ngón tay không có chuyện gì, chỉ cần trái tim không xấu, thi khí có thể sống lại tất cả bộ phận, nhưng không gian giới chỉ nhất định phải đoạt lại. Nhất thời con thi binh kia nhìn chằm chằm Lăng Hàn. Nghiêm Thiên Chiếu cũng sung tay phải lên thu hồi lưới xanh, ánh mắt nhìn về phía Lăng Hàn tràn ngập lạnh lẽo, lạnh giọng nói. Giao ra chiếc chìa khóa đó, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Lăng Hàn tiện tay xóa đi thần thức của Dung Hoàn Huyền ở trên không gian giới chỉ, quét qua quả nhiên bên trong có một cái chìa khóa màu bạc, không biết làm bằng chất liệu gì, to như cánh tay trẻ em. Hắn khẽ mỉm cười, trực tiếp thu không gian giới chỉ vào trong hắc tháp, sau đó thân hình né tránh, không va chạm chính diện với thi binh, cái này không có chút ý nghĩa nào. Há, trận chiến giữa ngươi và ta còn chưa phân thắng bại, ta còn đang muốn đánh thoải mái đây này. Buộc ta ra tay toàn lực, ngươi chỉ có một con đường chết. Nghiêm Thiên Chiếu lãnh đạm nói, vung tay phải lên đánh ra một tia sáng màu xanh lục, hóa thành một cánh chim, như một thần nhận tuyệt thế chém qua Lăng Hàn. Lăng Hàn xuất kiếm canh. Trường kiếm chém tới cánh chim, đốm lửa kịch liệt lóng lánh, nhìn kỹ, này cũng không phải đốm lửa phổ thông, mà là từng mạch văn. Nghiêm Thiên Chiếu thật đáng sợ, hắn đánh ra ý chí võ đạo có thể chống lại linh khí cấp 10. Nhưng vào lúc này, con thi binh kia lại quất tới Nghiêm Thiên Chiếu, nó được mệnh lệnh là giết sạch tất cả mọi người, tự nhiên kể cả Nghiêm Thiên Chiếu ở bên trong. Vốn Nghiêm Thiên Chiếu cách có chút xa, nó tự nhiên ưu tiên tấn công Lăng Hàn, nhưng bây giờ Nghiêm Thiên Chiếu vọt tới cách nó gần như vậy, nó tự nhiên không ngại quất một cái. Dơ, dơ, quy, quy, e, t.
Nghiêm Thiên Chiếu mắng một tiếng, mặc kệ, kiếp trước, hắn huy hoàng bực nào, nhưng hiện tại chỉ là thần thai tầng 9 tuyệt đối không cách nào lơ là một thi binh sinh hoa cảnh, dù nó vẫn chưa luyện chế hoàn toàn. Hắn lại vung một đòn, nhưng là đánh tới thi binh. Lăng Hàn xông lên, ma sinh kiếm đẩy ra, 10 đạo kiếm khí hiện lên triển khai tứ quý kiếm pháp, ý cảnh gần sóng, như năm tháng biến thiên. Lần này đã biến thành hắn và thi binh hợp công Nghiêm Thiên Chiếu. Nghiêm Thiên Chiếu có khả năng là thần linh đoạt xác, năng lực chiến đấu kinh người đến khủng bố, giơ tay đá chân, dễ dàng liền hóa giải tất cả công kích của thi binh và Lăng Hàn. Nhưng Lăng Hàn vừa gần người, thi binh lại chủ công Lăng Hàn, để tình cảnh trở nên cực kỳ hỗn loạn. Ba bên hỗn chiến, Lăng Hàn đạt được chìa khóa tự nhiên thành đối tượng bị công kích trọng điểm, nhưng thi binh là kẻ hai mặt, tiêu chuẩn thời điểm có thể công Lăng Hàn thì công Lăng Hàn, nếu Lăng Hàn rời xa, nó sẽ không nhàn rỗi thuận tiện bắt chuyện với Nghiêm Thiên Chiếu, để Nghiêm Thiên Chiếu vô cùng phiền muộn. Cái, minh hữu, này thực sự quá vô căn cứ. Hổ nữ ở một bên nhìn mà không ngừng vỗ tay, nàng đối với Lăng Hàn là tràn ngập tự tin. Trải qua một quãng thời gian thủ thế chờ đợi, Lăng Hàn đãng ra một chiêu kiếm triển khai huyền diệu tam thiên. Ngàn ánh kiếm. Tứ quý kiếm pháp chỉ là võ khí huyền cấp thượng phẩm, nhưng thần thai cảnh đã có thể sử dụng võ khí địa cấp. Huyền diệu tam thiên càng là tồn tại vượt qua võ khí thiên cấp, uy lực chỉ giới hạn ở lý giải đối với kiếm đạo của võ giả. Lần này từ huyền cấp đập lên tới thiên cấp, uy lực kiếm pháp tự nhiên tăng mạnh. Xèo xèo xèo. Ngàn ánh kiếm đan sen, mỗi một ánh kiếm đều tương đương với một đòn toàn lực của Lăng Hàn, uy lực này kinh người cỡ nào. Hơn nữa đây còn dùng linh khí cấp 10 đánh ra. Nghiêm Thiên Chiếu lập tức rên lên một tiếng, hai tay mở ra từng sợi tơ trải rộng, lần này không phải hóa thành lưới, mà so với lưới còn dày đặc hơn, như vỏ sò úp lại, bảo hộ hắn ở bên trong. Thi binh thì chỉ ngây ngốc xông về phía trước, nên chịu đựng đại bộ phận ánh kiếm oai. Oành! Ánh kiếm phá diệt. Gây ra vụ nổ lớn cực kỳ đáng sợ. Khi kiếm quang tan hết, chỉ thấy thi binh kia đã thủng trăm ngàn lỗ, cánh tay trái bị cắt đứt, nhưng nó vẫn nhào tới Lăng Hàn, hoàn toàn hung hãn không sợ chết. Mà Nghiêm Thiên Chiếu thì tốt hơn rất nhiều, vỏ sò che chở hắn chỉ bị đánh tan một chút, hắn hoàn toàn không có tổn thương, cái này tự nhiên là bởi vì đại bộ phận công kích đều bị thi binh gánh. Không thể không nói, chỉ luận thể phách thi binh thật có thể sánh ngang chân kim cung cấp, vượt qua thiết bị thể một chút. Hơn nữa đây là bởi vì thi binh này vẫn chưa bị luyện chế hoàn toàn, chỉ có thể nói trên ngân giáp thi cấp 2 đỉnh phong, nhưng trình độ không có đạt đến cấp 3, bằng không ngay cả huyền diệu tam thiên cũng không thể tạo thành phá hoại, dù sao đây là kiếm pháp thương tổn quần thể, vạn pháp quy nhất mới là đại sát chiêu. Đây là kiếm pháp của Thiên Kiếm Cung. Nghiêm Thiên Chiếu kinh ngạc thốt lên, khẽ nhíu mày. Không đúng, nơi này có Thiên Kiếm Tông, lẽ nào ngươi là đệ tử của nơi đó? Không đúng, ngươi xuất thân Vũ Quốc. Sẽ không có quan hệ với Thiên Kiếm Tông. Lẽ nào, ngươi là đại năng của Thiên Kiếm Cung chuyển thế thân? Câu nói đầu tiên kỳ thực là hắn tự nói với mình, nhưng câu tiếp theo là đang hỏi Lăng Hàn. Lăng Hàn khẽ mỉm cười nói. Ta và Thiên Kiếm Cung không có quan hệ gì, nhưng ngươi, nếu biết Thiên Kiếm Cung, nghĩ đến là người của thần giới. Thần giới? Nghiêm Thiên Chiếu sững sờ, sau đó đột nhiên cười to, mặt đầy vẻ khinh bỉ. Ngu dân hạ giới, ngu không thể nói. Nói thật cho ngươi biết, ta đúng là Nghiêm Thiên Chiếu, chỉ là khi còn bé phát động một đồ vật bên trong cất giấu ký ức của một vị thần linh, chịu chút ảnh hưởng mà thôi. Lăng Hàn bừng tỉnh, loại ký ức này không thể chạm loạn, tại sao hắn không muốn sử dụng sư hồn thuật? Chính là sau khi đụng vào ký ức của người khác, sẽ cùng trí nhớ của mình dung hợp lại với nhau, ký ức nhiều như vậy, liền không nhận rõ cái nào là của mình, cái nào của người khác, tất sẽ ảnh hưởng bản thân, thậm chí tính cách đại biến. Lúc đó Nghiêm Thiên Chiếu chỉ 5 tuổi, nhân cách của bản thân hắn căn bản chưa hình thành, sao có thể chịu đựng ký ức của một vị thần linh. Tự nhiên tính cách đại biến, hầu như chính là phiên bản của tên thần linh kia trở nên cực kỳ tà ác, mới bị người phong ấn.